Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 98. Không xong, không trung cháy trời mưa, là mưa độc. Sương mù là độc vật, sao lại thế này? Ba tiếng hô to này là âm thanh của đả tiên thạch, thú ngũ hành và chồn nhỏ. Dương Bách Xuyên nghe âm thanh cảm thấy không thích hợp, cẩn thận cảm thụ, trong không khí cực kỳ nóng, dùng linh thức nhìn lại, toàn bộ không gian hồ Càn Khôn, phía chân trời xuất hiện ngọn lửa, trời đang mưa, nhưng hạt mưa là kịch độc. Cỏ cây trong không gian hồ Càn Khôn bị mưa độc và lửa đốt bắt đầu trở nên khô héo. Điều này làm Dương Bách Xuyên kinh sợ, vội vàng bế Lục Yên Chi lên trên giường, đắp chăn cho nàng ta, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này hơi thở cường đại chuyển động trong cơ thể của Lục Yên Chi, các phương diện đều đã ổn định, khuôn mặt chuyển từ đen sang trắng, ửng hồng, chứng tỏ dưới sự trợ giúp của Hắc Liên, độc lưu ly trong cơ thể nàng ta đã bị ách nạn độc thể thâu tóm, thân thể khôi phục bình thường, ách nạn độc thể bắt đầu chuyển biến thành đại thành. Chờ đến khi nàng ta tỉnh lại chính là lúc ách nạn độc thể đại thành. Không gian hồ Càn Khôn chưa từng xảy ra loại tình huống ác liệt như này, Dương Bách Xuyên không dám coi thường, vội vàng đi ra bên ngoài. Chi chi! Vừa đi ra, chồn nhỏ hóa thành một tia ánh sáng vàng dừng trên vai hắn, vui mừng vì hắn không sao. Chủ nhân! Chủ nhân, người không sao, tốt quá! Đả tiên thạch và thú ngũ hành nói. Chủ nhân, không gian hồ Càn Khôn đã xảy ra chuyện. Thú ngũ hành nói. Ta biết, tạm thời đừng nóng nảy. Dương Bách Xuyên xua tay ý bảo đã biết. Sau đó hắn nhìn những giọt mưa độc không ngừng rơi xuống không gian hồ Càn Khôn và sức nóng không ngừng tăng lên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên trầm xuống, hắn cảm nhận được mấy thứ này đều đến từ lực lượng bên ngoài, hai tay tạo thành kết giới giữa không trung của hồ Càn Khôn, ngăn cản mưa độc. Phất tay điều động lực lượng hồ Càn Khôn hấp thu khí độc, gió to nổi lên, ngay lập tức toàn bộ không gian trở nên thoải mái trong lành. Ở trong không gian hồ Càn Khôn, hắn là chúa tể, có thể vận dụng lực lượng không gian hồ Càn Khôn, làm những việc này không có gì khó. Nhưng hắn cũng biết việc này chỉ có thể trị ngọn không trị được gốc, bởi vì tất cả ngọn nguồn đều đến từ bên ngoài. Dương Bách Xuyên biết hồ Càn Khôn đã bị lão già nguyên thần huyễn phát hiện, mưa độc và khí độc. Cực nóng chắc chắn là nguyên thần huyễn dở trò quỷ. Nhắm mắt thả linh thức ra, quả nhiên hắn phát hiện không thích hợp. Trước khi đi vào đại điện đã biến mất không thấy, ngọn lửa bên trong hồ Càn Khôn đang ở trong một bãi nọc độc, nguyên thần huyễn đang ở đó thi pháp. Hơn nữa nhìn độc trận được nguyên thần huyễn bày bốn phía hồ Càn Khôn. Hắn biết lão già này muốn ép hắn đi ra ngoài. Mặc dù nguyên thần huyễn không vào được không gian hồ Càn Khôn, nhưng đặt hồ Càn Khôn trên nọc độc và ngọn lửa để thi pháo, lại có thể làm hồ Càn Khôn nóng lên, nhiệt độ trong không gian không ngừng tăng, truyền mưa độc và khí độc vào. Làm như vậy cần phải tốn rất nhiều bí pháo, lão già này có thể làm được như vậy, chứng tỏ lão ta quyết tâm muốn giết chết chính mình. Nhưng đối với hắn đây chỉ là vấn đề nhỏ, lúc trước hôn mê không có phòng ngự, hiện tại chỉ cần một ý nghĩ hắn có thể phong bế trong ngoài không gian hồ Càn Khôn, ngăn cách trong ngoài không gian. Hơn nữa hồ Càn Khôn là chí bảo cao cấp, không phải pháp bảo động thiên bình thường, dù nguyên thần huyễn cũng sẽ không bị ăn mòn hỏng, Dương Bách Xuyên không quá lo lắng. Hiện tại điều hắn lo lắng nhất là mình đã bị nguyên thần huyễn vây chết. Bên ngoài là độc trận, hắn chỉ cần bước ra sẽ bị nguyên thần huyễn tấn công, đây mới là điều rắc rối nhất. Xem bộ dạng của nguyên thần huyễn, hình như muốn tiêu hao hắn không đi ra lão ta sẽ không xóa bỏ trận pháp. Nhưng một khi đi ra Dương Bách Xuyên sẽ chui đầu vào độc trận của nguyên thần huyễn, hắn coi như đã biết sự lợi hại của độc lưu ly của lão già này, là thật sự lấy mạng, Dương Bách Xuyên không dám mạo muội đi ra ngoài. Thu hồi linh thức, nhíu mày lại. Lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên trong hồ long ngư gao. Dương Bách Xuyên nhìn lại, một kim long rực rỡ bay lên từ trong hồ long ngư. Trên phía chân trời, kim long cao hơn 30 mét. Xoay quanh lao đến chỗ Dương Bách Xuyên, hóa thành một nữ tử trẻ tuổi đứng trước mặt hắn, đây là Mai Tỷ. Mai Tỷ. Dương Bách Xuyên chào hỏi. Có chuyện gì xảy ra, ta phát hiện nước trong hồ Long Ngư có độc. Mai Tỷ nói. Dương Bách Xuyên vung tay lên, một giọt nước sinh mệnh tiến vào trong hồ Long Ngư, ngay lập tức nước trong hồ trở lại trạng thái tốt nhất.
Sau đó Dương Bách Xuyên kể lại tình hình hiện tại cho Mai Tỷ nghe. Mai Tỷ nghe xong, trầm ngâm một lúc, nói, với thực lực hiện tại của ta và thú ngũ hành của đệ, có lẽ có thể đối phó được với một tu sĩ địa tiên tam chuyển bị áp chế ở độ kiếp kỳ đỉnh. Nhưng khó ở chỗ độc trận bên ngoài, đó mới là rắc rối, trước tiên chỉ có thể chờ cơ hội. Dương Bách Xuyên cười khổ cũng chỉ có thể làm vậy. Hắn biết cơ hội mà Mai Tỷ nói xa vời như thế nào. Chờ nguyên thần huyễn xóa bỏ trận pháp bên ngoài là chuyện không có khả năng, hoặc chờ bên ngoài có người phá hủy độc trận của nguyên thần huyễn, hoặc hắn mạnh mẽ lao ra, nhưng mạnh mẽ lao ra là hạ sách cuối cùng. Không đến tuyệt cảnh, Dương Bách Xuyên sẽ không mạnh mẽ lao ra chỉ chui đầu vào trong độc trận của nguyên thần huyễn, trận pháp còn dễ đối phó, chủ yếu là độc của lão già kia, hắn không nắm chắc lắm. Thôi, cùng lắm chúng ta tu luyện trong hồ càn khôn, chờ ta đột phá lên độ kiếp kỳ thì lao ra là được. Ngoài miệng nói vậy, nhưng Dương Bách Xuyên biết muốn đột phá độ kiếp kỳ khó như thế nào. Tu sĩ bình thường có khi cả đời cũng không đột phá được độ kiếp kỳ, cho dù là hạng người có thiên tư thượng thừa, không mất 80 đến 100 năm cũng rất khó đột phá lên độ kiếp kỳ. Muốn từ hợp thể lên độ kiếp, trung gian không chỉ cần linh khí chống đỡ, còn cần hiểu được đạo thiên địa, tu vi đuổi kịp, cảnh giới cũng phải cao hơn. Muốn đột phá trong không gian hồ càn khôn, Dương Bách Xuyên biết gần như bằng không, bởi vì không gian hồ càn khôn không phải đại thế giới bên ngoài. Chỉ là một không gian, mặc dù hồ càn khôn là chí bảo cao cấp, nhưng Dương Bách Xuyên biết không gian hồ càn khôn mới chỉ thăng cấp được một góc nhỏ của núi băng, không có pháo tắc thiên đạo toàn diện như thế giới vô biên, muốn tăng cảnh giới gần như không có khả năng. Nói như vậy chỉ để an ủi mọi người. Mai Tỷ liếc nhìn Dương Bách Xuyên, đừng quá lo. Hiện tại Mai Tỷ có thể giúp ngươi chia sẻ một ít việc, cùng lắm thì chúng ta ra ngoài đua một lần, không có gì ghê gớm. Chi chi, chồn nhỏ kêu lên, ý nói còn có nó. Chủ nhân, còn có bổn vương. Sau khi khôi phục vết thương, thú ngũ hành đợi ở trong không gian hồ càn khôn, suýt chút nữa buồn chết nó, hận không thể xông ra ngoài ngay bây giờ. Ta cũng không sợ, Đà Tiên Thạch cũng nói. Dương đại ca, còn có ta. Lúc này âm thanh của Lục Yên Chi vang lên. Dương Bách Xuyên quay đầu lại, thấy Lục Yên Chi đẩy cửa ra, sắc mặt của nàng ta đã khôi phục lại bình thường. Lục Yên Chi bây giờ cho Dương Bách Xuyên một cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy sức quyến rũ, giống như thay đổi một người. Trong cảm nhận bây giờ của hắn, hơi thở của Lục Yên Chi sâu lắng, giơ tay nhấc chân giống như một người bình thường, nhưng từ trong ánh mắt của nàng ta, Dương Bách Xuyên lại thấy được sao trời lộng lẫy ánh sáng, lấp lánh sáng ngời, có được sức quyến rũ không gì sánh được. Còn mang theo một loại ửng đỏ xấu hổ của một phụ nhân, càng làm hai mắt của người nào đó sáng rực. Mặc dù biết vì giải độc cho hắn, bất đắc dĩ nàng ta mới phải sử dụng thái dương bổ âm, tương đương Dương Bách Xuyên bị nha đầu ngốc này đẩy ngã, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên ngoại trừ cảm động ra còn có sự kính trọng với Lục Yên Chi. Một người có thể xem nhẹ sống chết, không chút do dự xả thân cứu người, đối mặt với cục diện bị kịch độc phản vệ vẫn không do dự làm, sẵn sàng đối mặt với cái chết, dũng khí kiên cường này làm Dương Bách Xuyên càng thêm kính nể. Lúc này Lục Yên Chi đi đến, Dương Bách Xuyên biết nàng ta không sao, hơn nữa giống như lời của Hắc Liên, nhờ họa được phúc, ách nạn độc thể đại thành. Thành công, Dương Bách Xuyên nhìn Lục Yên Chi, hỏi. Đôi mắt đẹp của Lục Yên Chi hơi chớp. Nhìn Dương Bách Xuyên, cười gật đầu, vâng, thành công. Mặc dù đã đoán được độc thể ách nan trong người Lục Yên Chi đã đại thành, nhưng khi nghe chính miệng Lục Yên Chi thừa nhận Dương Bách Xuyên vẫn rất vui vẻ. Tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết độc thể ách nan của Lục Yên Chi rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào, nhưng khí tức tản mát từ trên người nàng ta bây giờ không thể khinh thường được. Bên ngoài, Mai Tỷ xuất hiện, vết thương của thú ngũ hành đã khôi phục, Lục Yên Chi ách nan đại thành. Đá đà tiên được xưng là đà tiên chưa bao giờ chật, chồn nhỏ lại có thiên phú dị bẩm, nếu thật sự xông ra ngoài liều mạng cũng không phải là không có khả năng. Lúc này Lục Yên Chi xấu hổ cười nói, Dương đại ca, ta bây giờ đã là độc thể ách nan đại thành nên không sợ độc lưu ly, của nguyên thần huyễn nữa, ta cũng có thể trợ giúp dùng độc. Dương Bách Xuyên cười cười, người nào giúp ích mỗi độc lưu ly của nguyên thần huyễn đâu, độc thể ách nan sẽ giúp chúng ta đảo ngược tình thế, được rồi. Vậy thì chúng ta giết sông ra ngoài, cũng không thể để bị vây khốn ở đây cả đời.
Thực ra nội tâm Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột, vì Bình Càn Khôn vốn là gốc rễ của hắn, những thứ khác không nói, chỉ sợ lão đầu tử điểm lung tung trên Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên phải sớm liều mạng đi ra ngoài, lỡ mà phát sinh sai lầm hắn hối hận cũng không kịp. Dù sao bây giờ Bình Càn Khôn đang ở trong tay lão bất tử Nguyên Thần Huyễn, thời gian càng kéo dài Dương Bách Xuyên lo lắng sẽ xuất hiện biến cố lớn, hơn nữa bây giờ bọn họ ở trong không gian của Bình Càn Khôn. Tuy rằng Nguyên Thần Huyễn tiến vào không được, nhưng hắn luôn có cảm giác vận mệnh của bản thân đang nằm trên tay người khác, loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng bất an, vô cùng khó chịu. Hiện tại giết xông ra ngoài là lựa chọn tốt nhất đối với hắn, bởi vì hắn biết Nguyên Thần Huyễn sẽ không tự mình rút đi độc trận. Nếu đã như thế chi bằng xuất kích xông ra. Dương Bách Xuyên lo lắng nhất là độc lưu ly của Nguyên Thần Huyễn, nhưng giờ đây độc thể ách nan của Lục Yên Chi đã đại thành. Tạo thành sự khắc chế đối với độc lưu ly của Nguyên Thần Huyễn, như vậy Dương Bách Xuyên không còn lo lắng về độc lưu ly nữa, còn lại chính là chân chính cứng đối cứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng đã có Mai Tỷ ở đây, hơn nữa còn có thú ngũ hành, đá đả tiên và trồn nhỏ, Dương Bách Xuyên tin rằng phen này xông ra ngoài có thể giết chết lão bất tử kia. Hơn nữa hắn cũng chẳng phải người ăn chay. Sau khi bọn họ cùng nhau bàn bạc, Dương Bách Xuyên phóng ra linh thức quan sát tình hình hòng tìm cơ hội để cùng nhau xông ra. Khi Dương Bách Xuyên thả linh thức ra, hắn nhìn thấy bên ngoài vẫn là dáng vẻ cũ, lão bất tử Nguyên Thần Huyễn vẫn đang tiếp tục thi pháp với Bình Càn Khôn, không có gì thay đổi quá lớn. Lúc này Dương Bách Xuyên tùy thời đều có thể lao ra ngoài, dựa theo kế hoạch đã bàn bạc tốt, trước tiên hắn mang theo Lục Yên Chi đi ra ngoài ứng phó độc lưu ly của Nguyên Thần. Sau đó để cho Mai Tỷ các nàng cùng nhau đi ra ngoài phát động công kích. Chính là đập nồi dìm thuyền. Phải ép Nguyên Thần Huyễn chết khô mới được. Ngay thời điểm Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi ra ngoài thì bất thình lình nghe được một tiếng gầm lớn vang vọng khắp nội thành. Growl. Ngay sau đó một con yêu thú tướng mạo tựa con trâu, nhưng trên đầu nó lại sinh ra một đôi sừng rồng, chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện. Toàn thân yêu thú phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, nhìn thì không lớn, chỉ vừa bằng con ngé con bình thường, khác biệt duy nhất là trên đầu có sừng rồng, một tiếng gầm nó tựa tự tiếng rồng ngâm. Hiển nhiên con yêu thú đột nhiên xuất hiện này không đơn giản chỉ là ngưu yêu. Dương Bách Xuyên tinh thần chấn động, hắn tìm xem trong bí điển giới thiệu về yêu thú tu chân giới mà lão già ở Lão Hải Trung để lại, lập tức sáng tỏ, con yêu thú xuất hiện giữa chừng này chính là long trùng thanh ngưu yêu. Từ khí tức tản ra trên người nó làm cho người ta tim đập chân run, trong đầu Dương Bách Xuyên nghĩ đến lời nói của đá đả tiên, trong nội thành rất có thể tồn tại yêu thú cấp bậc tôn vương. Mà con long trùng thanh ngưu này hẳn là cấp bậc tôn vương. Nếu không phải thì khí tức trên người nó không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Lúc này Dương Bách Xuyên dừng lại, hắn không sốt ruột lao ra ngoài nữa, hắn muốn nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu con long trùng thanh ngưu này có thể giết chết Nguyên Thần Huyễn đó là tốt nhất, dù không giết được thì long trùng thanh ngưu cũng có thể phá vỡ độc trận, đến lúc đó mấy người bọn họ lại lao ra ngoài, dốc hết sức lực. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên ở trong không gian của Bình Càn Khôn phóng thích ra linh thức quan sát bên ngoài, chỉ thấy Nguyên Thần Huyễn đột nhiên mở hai mắt ra sau đó nhìn long trùng thanh ngưu, mặt mày lão ta đại biến vô cùng khó coi. Mà Hắc Lân Mãng bị Nguyên Thần Huyễn sai khiến sau khi long trùng thanh ngưu xuất hiện, thân thể nó run lên, giống như một con côn trùng quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Đường đường là Hắc Lân Mãng cấp bậc đại lãnh chúa mà bị dọa sợ thành như vậy, lúc này Dương Bách Xuyên chắc chắn 100% rằng con long trùng thanh ngưu là yêu thú cấp bậc tôn vương không thể nghi ngờ. Growl, con người chết tiệt, người dám phá hoại lãnh địa của bổn vương, chính là tội chết. Dương Bách Xuyên cũng thật không ngờ, long trùng thanh ngưu vậy mà có thể nói được tiếng người, nó rít gào giận dữ với Nguyên Thần Huyễn. Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng bình thường, trí tuệ của yêu thú cấp bậc tôn vương sẽ không thua kém loài người, tu vi cũng là hạng người phía sau, yêu thú tu luyện đến cấp bậc tôn vương có thể nói tiếng người cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này Dương Bách Xuyên nghe được long trùng thanh ngưu miệng nói tiếng người rít gào với Nguyên Thần Huyễn thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Có vẻ như long trùng thanh ngưu muốn thu thập Nguyên Thần Huyễn. Trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên sinh ra tâm tư vui sướng khi người gặp họa, hắn hận không thể sai khiến long trùng thanh ngưu một chiêu giết chết Nguyên Thần Huyễn.
nhưng hắn cũng không biết Long Trùng Thanh Ngưu cấp bậc Tôn Vương thực lực tu vi như thế nào, không biết có thể thắng Nguyên Thần Huyễn hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ mặt mày đại biến của Nguyên Thần Huyễn là biết Long Trùng Thanh Ngưu tất nhiên không dễ đối phó. Hắn vừa nhìn chằm chằm bên ngoài, vừa quay đầu hỏi Đá Đả Tiên, Đá Tinh, yêu thú cấp bậc Tôn Vương tương đương với tu sĩ nhân tộc cấp mấy? Đại thừa kỳ, yêu thú cấp bậc Tôn Vương, ít nhất có thể so với tu sĩ đại thừa kỳ. Đá Đả Tiên trả lời xong, hỏi ngược lại, sao vậy? Chủ nhân nhìn thấy bên ngoài có yêu thú cấp bậc Tôn Vương xuất hiện ư? Dương Bách Xuyên cười cười nói, thật đúng là xuất hiện một con, là Long Trùng Thanh Ngưu, không biết nó có thể so với tu sĩ đại thừa kỳ hay không, nhưng chỉ cần tu vi Nguyên Thần Huyễn áp chế ở độ kiếp đại viên mãn, cho dù lão bất tử cường đại, cũng không phải là đối thủ của Long Trùng Thanh Ngưu. Chúng ta chờ một chút rồi lại nói, bên ngoài giường như muốn lao vào đánh nhau rồi, chờ sau khi hai bên đánh nhau, chúng ta tìm cơ hội xông ra, lúc này đây Long Trùng Thanh Ngưu có thể giết Nguyên Thần Huyễn là tốt nhất. Giết không được thì chúng ta lao ngoài cùng nhau giết chết lão bất tử kia, không thể để lão ta tiếp tục cản trở chúng ta được. Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện ánh mắt hắn không ngừng lóe lên tinh quang. Lập tức hắn dùng linh thức tiếp tục quan sát bên ngoài. Lúc này khi nghe Long Trùng Thanh Ngưu mở miệng nói tiếng người, Nguyên Thần Huyễn đột nhiên đứng dậy, thân thể lão ta căng thẳng, lão đứng lên nhìn chằm chằm Thanh Ngưu mở miệng nói, vị đạo hữu này. Lão Phu là lão hội trưởng thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần Nguyên Thần Huyễn, từ địa vực đại thừa kỳ trở lên tới đây, vô ý mạo phạm đạo tràng của đạo hữu, chỉ có điều có tiểu tặc xông vào trộm đồ trong tay lão Phu, bất đắc dĩ mới tiến vào đạo tràng của đạo hữu. Kính xin đạo hữu du di cho, chờ ta bắt được tiểu tặc kia, lập tức rời đi ngay, thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần về sau cũng nợ đạo hữu một nhân tình, hy vọng đạo hữu thành toàn. Lời Nguyên Thần Huyễn nghe qua rất thuận tai. Nhưng cũng kèm theo ý cảnh cáo, lão ta nói tới thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, lộ ra thân phận trưởng lão của thương hội, hàm ý cảnh cáo đối với Long Trùng Thanh Ngưu. Cũng cho nó thấy lão ta từ địa vực đại thừa kỳ trở lên mà đến, chính là đang nói cho Long Trùng Thanh Ngưu biết cảnh giới tu vi của Nguyên Thần Huyễn lão chỉ là tạm thời bị áp chế, chứ không đơn giản là độ kiếp kỳ như vẻ bề ngoài, con trâu như nó đừng chọc tới Nguyên Thần Huyễn lão. Thân là cấp bậc địa tiên tam chuyển. Nguyên Thần Huyễn tự nhiên cũng biết cấp của bậc yêu thú ở Thái Hoang, Long Trùng Thanh Ngưu trước mắt lão hiển nhiên là yêu thú cấp bậc Tôn Vương, tương đương với tu vi đại thừa kỳ. Nhưng hiện tại tu vi của lão ta đang bị áp chế ở độ kiếp kỳ, chống lại yêu thú cấp bậc đại thừa kỳ, hơn nữa còn là Thái Hoang Long Trùng, thực lực hơn xa không chỉ dừng lại ở yêu thú đại thừa kỳ nữa, bây giờ lão ta không có năng lực đối phó, nói cách khác lão ta lấy thực lực tu vi độ kiếp kỳ hiện giờ chống lại Long Trùng Thanh Ngưu. Chắc chắn lão không phải là đối thủ của nó. Cho nên lão ta mới lên tiếng mang theo ý cảnh cáo, cũng là không muốn trêu chọc Long Trùng Thanh Ngưu. Nhưng khi nghe những lời lão nói Long Trùng Thanh Ngưu lại là hừ hừ lỗ mũi thở ra khí lạnh, nó không cho Nguyên Thần Huyễn chút mặt mũi nào, hoặc là nói từ đầu tới cuối nó chưa từng để Nguyên Thần Huyễn vào mắt. Dương Bách Xuyên nghe được trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Long Trùng Thanh Ngưu hừ lạnh nói, lão già như ngươi tính là cái gì, đừng nói ngươi là lão hội trưởng thương hội chó má gì, cho dù là mấy đại địa thánh của tu chân giới các ngươi, lão Ngưu ta cũng không thèm để vào mắt. Từ địa vực đại thừa kỳ trở lên thì rất giỏi ư. Ở chỗ này ngươi chịu pháp tắc áp chế cảnh giới tu vi Thái Hoang chỉ là một độ kiếp đại viên mãn mà thôi, còn dám uy hiếp lão Ngưu ta. Ngươi, tính là cái gì, hôm nay lão Ngưu ta sẽ tháo xương giả của ngươi. Xem ngươi có thể làm gì ta. Lời nói của Long Trùng Thanh Ngưu khí phách hiên ngang, lúc nó nói xong còn thét dài một tiếng, growl. Tiếng gầm vang vọng khắp nội thành, ngay sau đó, linh thức của Dương Bách Xuyên nhìn thấy Long Trùng Thanh Ngưu toàn thân bộc phát ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt thân thể vẫn như ngé con lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến lớn. Tức thì nó hóa thành một pho tượng thật lớn, thân hình dài độ 9 thước, đôi mắt trâu trừng trừng. Hai luồng khí màu xanh từ lỗ mũi nó phun ra, trong nháy mắt lao thẳng tới độc trận của Nguyên Thần Huyễn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ vang, độc trận của Nguyên Thần Huyễn tan vỡ. Độc trận bị hai luồng khí xanh từ trong khoang mũi của Long Trùng Thanh Ngưu chạm vào lập tức phá tan, độc trận của Nguyên Thần Huyễn bị phá hủy dễ dàng như thế, cho dù là Dương Bách Xuyên là quần chúng vây xem cũng là bị thủ đoạn của Long Trùng Thanh Ngưu làm kinh hãi. Mà trong lòng Nguyên Thần Huyễn lại càng điên cuồng nhảy loạn, lão ta bây giờ đã biết con Long Trùng Thanh Ngưu yêu này,
khả năng còn không phải là tôn vương yêu thú bình thường, mà là vương trong vương. Thần thông thiên phú của nó vô cùng cường đại. Sau khi Dương Bách Xuyên ở trong không gian bình càn khôn nhìn thấy độc trận bị Long Chủng Thanh Ngưu công phá, trong lòng lập tức mừng rỡ, bây giờ bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể lao ra ngoài, không còn e sợ bị trận pháp của nguyên thần huyễn vây khốn. Nhưng hắn tạm thời không sốt ruột chạy ra, bởi vì hắn muốn nhìn xem lão bất tử nguyên thần huyễn có thể bị Long Chủng Thanh Ngưu chỉnh chết hay không. Nếu lão bất tử có thể bị Long Chủng Thanh Ngưu chỉnh chết, đó là tốt nhất, bọn hắn cùng bớt việc phải lo. Dù sao thoạt nhìn trước mắt, Long Chủng Thanh Ngưu sẽ không buông tha nguyên thần huyễn, Dương Bách Xuyên cảm thấy giờ phút này không có gì quan trọng hơn ngồi xem kịch. Sau khi Long Chủng Thanh Ngưu phá vỡ trận pháp của nguyên thần huyễn, đột nhiên nó nhảy lên vào tới chỗ nguyên thần huyễn. Lúc này nguyên thần huyễn rất bực mình, còn có hơi hoảng sợ, lão ta không nghĩ con xúc sinh này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, nói động thủ là động thủ. Đối mặt với một kích cuồng bạo đang đến của Long Chủng Thanh Ngưu, nguyên thần huyễn không dám có chút lơ là nào. Lão ta rất rõ ràng, cảnh giới tu vi của lão hiện đang bị áp chế, vốn không tiếp được một kích của Long Chủng Thanh Ngưu. Đối với thực lực của Long Chủng Thanh Ngưu có thể so với đại thừa, bản thân nó lại là sinh linh của Thái Hoang, không bị Thái Hoang pháp tắc hạn chế thực lực, mà nhân loại như lão lại bị Thái Hoang pháp tắc hạn chế tu vi, điều này làm cho nguyên thần huyễn vô cùng buồn bực. Đường đường là địa tiên tam chuyển sau khi tiến vào địa vực độ kiếp kỳ, thực lực cảnh giới bị áp chế, không phát huy được thực lực địa tiên tam chuyển, giờ đây lại bị một con yêu thú đại thừa ức hiếp, trong lòng lão tức đến hộc máu. Thế nhưng nguyên thần huyễn cũng không phải là người ngồi chờ chết, một giọt máu bay vào trong trán Hắc Lân Mãng, giải phóng một loạt pháp quyết, mạnh mẽ sai khiến Hắc Lân Mãng cứng đối cứng với Long Chủng Thanh Ngưu, còn lão ta thì trốn phía sau Hắc Lân Mãng chuẩn bị tùy thời ra tay. Hắc Lân Mãng chính là yêu thú cấp bậc đại lĩnh chủ, nếu không có yêu thú cấp bậc tôn vương xuất hiện, với địa vực dưới Thái Hoang độ kiếp nó là tồn tại giống như bá vương, nhưng hiện giờ Long Chủng Thanh Ngưu mới chính là tồn tại cấp bậc tôn vương. Uy áp đẳng cấp mạnh mẽ trong yêu thú thể hiện vô cùng nghiêm ngặt, huống chi nó còn là một con yêu thú Long Chủng Thanh Ngưu cấp bậc tôn vương. Trong huyết mạch của nó có huyết mạch chân long cường đại không gì sánh bằng. Hắc Lân Mãng bị nguyên thần huyễn mạnh mẽ khống chế, nó không thể phản kháng nguyên thần huyễn, chỉ có thể mang theo tiếng gầm gừ hoảng sợ nghênh đón Long Chủng Thanh Ngưu. Nếu Hắc Lân Mãng được lựa chọn, dù cho nó 10 lá gan cũng không dám đối đầu với Long Chủng Thanh Ngưu, nhưng giờ phút này nó lại bị nguyên thần huyễn sai khiến, nó không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lệnh của chủ nhân. Thân thể Hắc Lân Mãng trườn tới, há to cái miệng đẫm máu phun nọc độc về phía Long Chủng Thanh Ngưu. Sau đó nó cúi người lao tới công kích. Hừ, chỉ là loài sát nho nhỏ, cũng xứng tranh phong với bản tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu ngươi là chân long bản tôn còn có thể nể ngươi ba phần, hiện tại đi chết cho bản tôn. Long Chủng Thanh Ngưu kinh thường khi nhìn Hắc Lân Mãng nhào tới, miệng nó phun ra một tiếng hừ lạnh. Đối với nọc độc Hắc Lân Mãng phun ra, Long Chủng Thanh Ngưu chẳng thèm để vào mắt. Trong tiếng hừ lạnh sừng rồng trên đầu bộc phát ra ánh sáng màu xanh tạo thành từng vòng gợn sóng, trong nháy mắt nọc độc của Hắc Lân Mãng bốc hơi tan biến hết. Ngay sau nó đó nhấc một chân, phốc một tiếng giẫm lên đầu Hắc Lân Mãng. Đùng. Giống như tiếng quả dưa hấu bị nổ tung, trong lúc nặng nề chỉ thấy móng trước của con Long Chủng Thanh Ngưu đặt trên đầu Hắc Lân Mãng, giẫm nát. Hắc Lân Mãng thoạt nhìn hung hãn nhưng không kịp phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Thân mình khổng lồ của nó lập tức mềm nhũn rơi xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm, làm toàn bộ mặt đất đều chấn động. Dương Bách Xuyên trốn trong bình càn khôn nhìn thấy như vậy, khóe miệng hắn giật giật, hắn biết Long Chủng Thanh Ngưu cường hãn, nhưng lại không nghĩ tới nó sẽ cường hãn đến mức này. Độc thú Hắc Lân Mãng cấp bậc đại lĩnh chủ trực tiếp bị Long Chủng Thanh Ngưu một vó giẫm chết. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tồn tại hung mãnh như vậy. Cái này chính là thực lực của yêu thú cấp tôn vương ư, Dương Bách Xuyên rung động tự nói trong lòng. Giờ phút này hắn chăm chú quan sát bên ngoài. Chỉ thấy Hắc Lân Mãng sau khi bị Long Chủng Thanh Ngưu một vó giẫm chết, thân mình thật dài sụi lơ trên mặt đất, nhưng cũng vào lúc này nguyên thần huyễn nhanh như chớp xuất kích một đao. Thứ lão bất tử chờ đợi chính là cơ hội này, lão ta cố ý để cho Hắc Lân Mãng đi chịu chết, tạo cho lão thời cơ tự mình xuất kích mở ra cơ hội ra tay đối phó Long Chủng Thanh Ngưu.
Một đao nguyên thần huyễn xuất kích mang theo tiếng xé gió, ánh sáng lưu ly trên đại đao lóe ra, hiển nhiên lão bất tử này sử dụng độc lưu ly. Dương Bách Xuyên không biết Long Trùng Thanh Ngưu có thể ứng phó với độc lưu ly của nguyên thần huyễn hay không, nhưng hắn từng lĩnh giáo qua, nếu không nhờ Lục Yên Chi sợ là hắn đã bị độc lưu ly của lão bất tử giết chết. Nhìn thấy nguyên thần huyễn dung nhập độc lưu ly vào đại đao, Dương Bách Xuyên nguyền rủa một tiếng âm hiểm, không khỏi vì Long Trùng Thanh Ngưu mà đổ mồ hôi lạnh một phen. Cũng không biết Long Trùng Thanh Ngưu có thể tiếp một đao này của nguyên thần huyễn hay nói cách khác chính là tiếp độc lưu ly trên đại đao được hay không. Sau một giây chỉ thấy Long Trùng Thanh Ngưu dường như đã biết đao của nguyên thần huyễn bất phàm, nó thét dài một tiếng, growl. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp chân trời, sau đó lại thấy toàn thân Long Trùng Thanh Ngưu lóe lên ánh sáng xanh. Linh thức của Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên thân Long Trùng Thanh Ngưu lóe ra phù văn, mơ hồ bao bọc toàn bộ thân thể nó lại. Có lẽ là thiên phú phòng ngự nào đó. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên tức thì nghe được Long Trùng Thanh Ngưu cười lạnh nói, ở trước mặt bản tôn đùa giỡn, thủ đoạn của ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói cuồng ngạo rớt lại phía sau, sùng rồng trên đầu Long Trùng Thanh Ngưu bộc phát ra hai luồng ánh sáng xanh thật lớn, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh Thanh Ngưu khổng lồ, nó nhảy vào tới hung hăng đụng vào đao khí khổng lồ của nguyên thần huyễn. Rắc. Trong tiếng nổ vang, đao khí của nguyên thần huyễn ngay lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó đại đao trong tay nguyên thần huyễn cũng rời tay rơi xuống đất, mà lúc này chiêu thức Long Trùng Thanh Ngưu sử dụng vẫn chưa tiêu tán, một kích đụng tới trên người nguyên thần huyễn. Một kích này làm cho lão bất tử nguyên thần huyễn hộc máu, lão ta như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đùng! Nguyên thần huyễn hung hăng rơi xuống đất, làm cho mặt đất bị đập ra một cái hố lớn. Dương Bách Xuyên thấy vậy trong lòng một trận thoải mái, thầm nói, lần này lão bất tử chịu thiệt lớn rồi. Ngay sau đó lại nghe được tiếng quát giận dữ của nguyên thần huyễn truyền ra từ trong hố, nghiệt xúc khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với người. Vừa dứt lời, nguyên thần huyễn đột nhiên nhảy lên từ hố lớn, toàn thân bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Tức thì Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn thân nguyên thần huyễn mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt, vèo một cái lão từ hố lớn nhảy lên, xông tới chỗ Long Trùng Thanh Ngưu. Ầm ầm. Xẹt xẹt. Lúc này trên chân trời lại có sấm sét vang lên, tia chớp vờn quanh. Dương Bách Xuyên mí mắt nhảy dựng lên, ngay lập tức hắn hiểu ra lão bất tử nguyên thần huyễn vậy mà thiêu đốt tinh nguyên bản mạng phá tan pháp tắc áp chế tu vi thái hoang, trong nháy mắt tăng tu vi lên tới cảnh giới địa tiên tam chuyển. Nguyên thần huyễn biết nếu tiếp tục đánh như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị Long Trùng Thanh Ngưu giết chết, cho nên lão ta trực tiếp thiêu đốt tinh nguyên bản mạng phá tan quy luật giam cầm, muốn liều mạng với Long Trùng Thanh Ngưu. Quả nhiên trong phút chốc nguyên thần huyễn vèo một cái vào tới trên người Long Trùng Thanh Ngưu, lão ta dùng thuật thuấn di xuất hiện trên lưng Long Trùng Thanh Ngưu, lão giơ tay lên, hung hăng chưởng một chưởng vào đầu Long Trùng Thanh Ngưu. Ầm ầm. Growl. Tiếng trước là tiếng nổ vang thật lớn do nguyên thần huyễn đánh vào trên người Long Trùng Thanh Ngưu, tiếng sau là Long Trùng Thanh Ngưu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần huyễn nổi giận thiêu đốt bản mạng tinh nguyên phá vỡ quy luật giam cầm. Để lão ta khôi phục cảnh giới tu vi địa tiên tam chuyển đỉnh phong, thế như trẻ tre lão lập tức ra tay với Long Trùng Thanh Ngưu, một chưởng đánh vào đầu Thanh Ngưu. Một kích này đánh cho Long Trùng Thanh Ngưu quỳ rạp trên mặt đất, không còn nhúc nhích, thân thể nó cũng khôi phục trở về kích thước như ngé con ban đầu, bị nguyên thần huyễn phá pháp, một kích chế phục Long Trùng Thanh Ngưu. Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng đúng, Long Trùng Thanh Ngưu cho dù mạnh hơn thì cũng chỉ là thực lực đại thừa kỳ. Nhưng lão bất tử nguyên thần huyễn này lại là địa tiên tam chuyển thật sự, lão ta vừa rồi bị Long Trùng Thanh Ngưu bức bách, chó cùng dứt dậu, bất đắc dĩ thiêu đốt tinh nguyên phá vỡ pháp tắc áp chế, tăng tu vi lên địa tiên tam chuyển. Với thực lực của địa tiên tam chuyển, một kích áp chế Long Trùng Thanh Ngưu cấp bậc đại thừa kỳ là chuyện dễ dàng. Nhưng nguyên thần huyễn phải đối mặt với hậu quả bị thiên lôi pháp tắc thái hoang đánh chết. Lúc trước Phong M Dương cũng thế. Tuy mạnh nhưng vẫn bị thiên lôi pháp tắc thái hoang đánh chết. Dương Bách Xuyên trốn trong không gian bình càn khôn nhìn thấy rõ, ngay sau khi nguyên thần huyễn một kích áp chế Thanh Ngưu, trên trời có một tia sét to như thùng nước giáng xuống, muốn bổ vào nguyên thần huyễn. Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết lão già chết tiệt nguyên thần huyễn sắp bị trời thu rồi. Tuy nhiên, ngay khi sấm sét giáng xuống,
chỉ thấy nguyên thần huyễn há miệng phun ra một cột sáng như ngọc lưu ly về phía tia sét từ trên trời bổ xuống. Nhìn kỹ thì thấy một con trùng lưu ly đỡ lấy sấm sét. Dương Bách Xuyên giật mình, lập tức hiểu ra lão già chết tiệt này muốn làm gì. Trùng độc lưu ly chắc chắn là trùng độc bản mệnh của nguyên thần huyễn. Trùng độc của độc tu tương đương với mạng sống thứ hai. Dương Bách Xuyên biết lão già này muốn thay mận đổi đào, dùng trùng độc bản mệnh nhận sự trừng phạt của thiên lôi thay lão ta. Tất nhiên làm như vậy thì trùng độc bản mệnh sẽ bị sét đánh chết, nhưng nguyên thần huyễn có thể thoát nạn. Đương nhiên dù lão ta sống sót cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng già. Bởi vì trùng độc bản mệnh có thể nói là sự tồn tại giống như tu sĩ Nguyên Anh, vô cùng quan trọng. Một độc tu không có trùng độc bản mệnh thì còn gọi gì là độc tu được nữa. Mặc dù phải trả giá đắt, nhưng nguyên thần huyễn vẫn làm như vậy để giữ mạng. Về điểm này, Dương Bách Xuyên thật sự kính nể lão ta. Có thể từ bỏ trùng độc bản mệnh để đối phó sấm sét, có thể làm được tất cả những điều này chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nguyên thần huyễn không hổ là địa tiên tam truyền. Từ phá vỡ áp chế pháp tắc đến một trường áp chế long trùng thanh nghiêu, rồi lại há miệng phun ra trùng độc bản mệnh đỡ thiên lôi thế mạng khi sấm sét giáng xuống. Muốn làm được những điều này trong thời gian ngắn ngủi không chỉ cần thực lực và thủ đoạn, mà còn cần dũng khí và mưu tính hơn người. Thật sự không đơn giản. Từ lúc đánh gục long trùng thanh nghiêu đến khi sấm sét giáng xuống, rồi tới lúc phun trùng độc bản mệnh ra, thời gian đều vừa khít. Dương Bách Xuyên biết cho dù chỉ hơn kém một hơi thở, sấm sét giáng xuống thì lão già chết tiệt kia sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Mà bây giờ Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, trùng độc lưu ly lấp lóe ánh sáng chói mắt. Hắn có thể cảm nhận rõ trùng độc bản mệnh của nguyên thần huyễn phát ra khí tức vượt trên đại thừa kỳ. Hẳn là lão già chết tiệt đã dốc hết vốn liếng hòng che mắt ông trời, cuối cùng để cho trùng độc bản mệnh chết thay mình. Không dốc hết vốn liếng thì sấm sét vẫn sẽ đánh chết bản tôn của nguyên thần huyễn. Đùng, đoàng. Tia sét đánh trúng trùng độc bản mệnh của nguyên thần huyễn, trùng độc bản mệnh của lão ta lập tức tan thành mây khói. Phụt. Nguyên thần huyễn hộc máu, toàn thân run lên, quỳ một chân trên đất, khí tức toàn thân cũng giảm sút. Dương Bách Xuyên cảm thấy lão ta còn chật vật hơn lúc trước vẫn còn tu vi độ kiếp đại viên mãn. Dương Bách Xuyên ở trong không gian bình càn khôn nhìn thấy cảnh này liền nhếch miệng cười. Hắn biết lão già chết tiệt nguyên thần huyễn thật sự bị tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Mà hiện tại là lúc hắn lên sân khấu. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, thoát cái đã xuất hiện bên ngoài, bình càn khôn trở về cánh tay trái của hắn và hóa thành trạng thái hình vẽ tinh xảo. Tất cả mọi người trong không gian bình càn khôn đều xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn muốn đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Lão già chết tiệt, ông cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Dương Bách Xuyên vừa ra ngoài lập tức mỉa mai nguyên thần huyễn. Hắn bị lão già chết tiệt này đuổi đánh chẳng khác gì chuột chạy qua đường. Mà bây giờ tình cảnh của lão ta vô cùng thảm tệ. Mất trùng độc bản mệnh tương đương mất nửa cái mạng già. Cho dù sống sót thì trong thời gian ngắn cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì. Lúc này đối mặt với nguyên thần huyễn, Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi. Nguyên thần huyễn bỗng quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào Lục Yên Chi. Lão ta cũng chẳng thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, bởi vì lão ta đã biết trước bọn họ đang ẩn náu trong pháp bảo động tiên. Nếu đổi lại là nguyên thần huyễn, lúc này thấy kẻ địch suy yếu. Lão ta cũng sẽ nhảy ra đánh kẻ xa cơ. Nguyên thần huyễn ho khan, khụ khụ. Lão phu anh minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Trước đây lão phu không nên kiêng kỵ trường sinh điện, giết quách thằng nhãi. Bây giờ, khụ khụ, lão phu lại bị một tên tiểu bối mỉa mai, đúng là châm chọc. Nói xong nguyên thần huyễn nhìn Lục Yên Chi, tiếp tục nói, đồ đệ Yên Chi của ta, xem ra độc thể ách nan của con đã đại thành, thật đáng mừng. Con mau giết thằng nhãi Dương Bách Xuyên đi, con đừng tin những lời nói hưu nói vượn của hắn, vì tìm con, lo lắng cho con nên vi sư mới không tiếc trả giá, áp chế tu vi để tiến vào khu vực dưới độ kiếp kỳ. Vi sư làm tất cả những việc này là vì con, để tương lai con trò giỏi hơn thầy, để con có thể vượt qua vi sư. Đồ nhi ngoan, con hãy đi đến đây để vi sư nhìn kỹ độc thể ách nan trời sinh. Lục Yên Chi nhìn sư phụ nguyên thần huyễn, nghe lão ta nói chuyện. Trong đôi mắt đẹp của nàng ta chất chứa cảm xúc ngổn ngang.
Lục Yên Chi đi từng bước tới chỗ Nguyên Thần Huyễn, đồng thời chậm rãi cất lời, được, sư phụ của ta, ta đồng ý cho người xem độc thể ách nan trời sinh đã đại thành của ta. Yên Chi đừng qua đó. Dương Bách Xuyên vội vàng lên tiếng. Hắn không ngờ lúc này rồi mà lão già chết tiệt Nguyên Thần Huyễn vẫn còn mặt dày lừa dối Lục Yên Chi. Không sao đâu Dương đại ca. Lục Yên Chi đáp lời Dương Bách Xuyên, đầu không ngoảnh lại, tiếp tục đi về phía Nguyên Thần Huyễn đang quỳ một chân trên đất. Có điều Lục Yên Chi chậm rãi bước đi lại xuất hiện cảnh tượng mỗi bước nhà mây. Tuy không phải là mây thật, nhưng giống y hệt, hơn nữa còn có 7 màu tựa như cầu vồng. Quanh người Lục Yên Chi có 7 màu cầu vồng vần quanh. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được thứ xuất hiện quanh người Lục Yên Chi chính là từng đám khí độc tiến hóa ngưng tụ thành, là đóa hoa độc sau khi độc thể ách nan đại thành, tuy đẹp nhưng kịch độc. Lục Yên Chi vươn bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay tỏa ra một quầng sáng 7 sắc, ngưng tụ thành một bông hoa sen 7 màu. Hai bông sen nở rộ có đài sen mọc ra, sau đó cảnh tượng đẹp đẽ thay đổi, đài sen bốc sương mù. Trong đôi mắt già nua của Nguyên Thần Huyễn lóe lên tia sáng, tràn đầy vẻ tham lam. Lão ta kinh ngạc thốt lên, ách nan đại thành, khí độc sinh hoa sen tụ linh. Đúng là độc thể ách nan trời sinh, người thành công vạn độc bất xâm, tung hoành trong vũ trụ. Dường như Nguyên Thần Huyễn đang chìm đắm vào bông sen ngưng tụ trong lòng bàn tay Lục Yên Chi, luôn miệng lẩm bẩm. Lúc này, Lục Yên Chi cất giọng dịu dàng hỏi, sư phụ. Có phải từ trước tới nay người chưa từng xem con là đồ đệ của người dù chỉ một ngày không? Nguyên Thần Huyễn ngước nhìn, đôi mắt khép hờ, có vẻ như lão ta đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Nghe thấy câu hỏi của Lục Yên Chi, lão ta trả lời không chút suy nghĩ, đương nhiên là không. Con chỉ là một cây thuốc được sư phụ nuôi để đảm bảo cho vi sư vượt qua thiên kiếp tán tiên lần thứ tư mà thôi. Nói đến đây, Nguyên Thần Huyễn như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Kinh ngạc nhìn Lục Yên Chi, giận dữ nói, nghịch đồ, con dám dùng độc mê hoặc tâm trí của vi sư. Cơn giận qua đi, lão già chết tiệt lắc đầu liên tục, Yên Chi, ý của vi sư là. Ta hiểu ý của người, bây giờ ta sẽ cho người xem ách nan chi độc đại thành, tiễn người đoạn đường cuối cùng. Sư phụ, cuối cùng Lục Yên Chi đã hết hy vọng, Nguyên Thần Huyễn tính kế nàng ta, nuôi dưỡng nàng ta từ nhỏ như nuôi linh dược giúp lão ta độ kiếp. Quả thật vừa rồi Lục Yên Chi đã dùng ách nan chi độc tác động tới tâm trí của Nguyên Thần Huyễn khiến lão ta nói ra lời thật lòng. Sau đó Lục Yên Chi ngắt lời Nguyên Thần Huyễn, gọi một tiếng sư phụ cuối cùng. Bông sen trong lòng bàn tay vung ra, bay về Nguyên Thần Huyễn, nháy mắt đã rơi xuống đỉnh đầu đối phương. Á, Nguyên Thần Huyễn bỗng kêu gào thảm thiết. Bông sen trong bàn tay Lục Yên Chi. Hay nói chính xác hơn là ách nan chi độc lóe lên một cái rồi chui vào đỉnh đầu Nguyên Thần Huyễn, làm cho lão ta kêu gào thảm thiết. Tiếp đó, toàn thân Nguyên Thần Huyễn phát ra ánh sáng 7 màu, cơ thể vỡ thành từng mảnh như lá mùa thu, bị gió lớn cuốn bay. Chưa tới 10 hơi thở, cơ thể Nguyên Thần Huyễn đã hóa thành tro, tan biến trong trời đất. Nhục thể và thần hồn cùng biến mất vô tung, hoàn toàn hồn bay phách tán. Vốn dĩ lão già chết tiệt đã tổn thương nguyên khí nặng nề vì trùng độc bản mệnh chết, lúc này dưới ách nan chi độc của Lục Yên Chi, lão ta hoàn toàn không có sức phản kháng, bị ách nan chi độc của Lục Yên Chi đánh tan thành mây khói. Lục Yên Chi nhìn vị trí Nguyên Thần Huyễn biến mất, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dương Bách Xuyên biết chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Lục Yên Chi đã lụi tắt, hắn thầm than thở, lão già chết tiệt Nguyên Thần Huyễn thật là, thành ở Yên Chi, bại cũng ở Yên Chi. Hắn đi tới cầm tay Lục Yên Chi, nhẹ giọng an ủi, không sao đâu Yên Chi, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ có khởi đầu mới, ngươi còn có ta nữa mà. Lục Yên Chi dùng cách của mình kết thúc tình cảm sư đồ giữa nàng ta và Nguyên Thần Huyễn. Mà Nguyên Thần Huyễn cũng xem như chết bởi ách nan chi độc như ý nguyện. Lão già chết tiệt này đã tính kế Lục Yên Chi từ nhỏ cho đến tận bây giờ là vì ách nan chi độc trong cơ thể Lục Yên Chi, chết bởi ách nan chi độc Âu cũng là nhân quả tuần hoàn. Có nhân có quả. Theo lời Dương Bách Xuyên, sự biến mất của Nguyên Thần Huyễn là khởi đầu mới của Lục Yên Chi. Hai lão già chết tiệt và Phong M Dương và Nguyên Thần Huyễn cấu kết với nhau hãm hại Dương Bách Xuyên, cuối cùng tan thành mây khói, xem như trong thái hoang Dương Bách Xuyên không còn kẻ địch. Tiếp theo hắn có thể thong dong rèn luyện trong thái hoang. Mặc dù Dương Bách Xuyên bị Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương đuổi giết đến thảm,
nhiều lần rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, trải qua lằn danh sinh tử, nhưng không thể phủ nhận hắn có nhiều thu hoạch và cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi ở Thái Hoang, hắn đã tăng liền 3 cấp, đạt đến cảnh giới hợp thể đại viên mãn, lĩnh ngộ được chiêu thứ 2 của thập nhị chí tôn và 2 thần thông trong kiếm quyết Hắc Liên, thu hoạch không nhỏ. Lần này, tuy Nguyên Thần Huyễn không phải do Dương Bách Xuyên chính tay giết, mà là bị Lục Yên Chi dùng ách nan chi độc chết, nhưng cuối cùng mọi người đều đạt được mục đích. Nguyên Thần Huyễn không chết thì Lục Yên Chi không thể có cuộc sống mới. Còn đối với Dương Bách Xuyên, Nguyên Thần Huyễn chết tức là không còn kẻ địch mạnh, không còn nỗi lo về sau. Mặc dù thân phận của Nguyên Thần Huyễn là trưởng lão của Thương hội Nhật Nguyệt, nhưng lão ta chết ở đây thì chẳng ai biết. Tóm lại, bớt đi một mối họa là chuyện tốt. Sau khi an ủi Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên đi về phía con thanh niên kia. Có thể nói lần này Nguyên Thần Huyễn bị giết là nhờ công lao của con thanh niên cấp vương này. Không có long trùng thanh niên xuất hiện ép Nguyên Thần Huyễn thiêu đốt tinh nguyên bản mệnh dẫn đến sấm sét thái hoang, cuối cùng thả trùng độc bản mệnh ra thế mạng làm tổn thương nguyên khí nặng nề, thì Lục Yên Chi muốn độc chết lão ta e là phải phí nhiều sức lực. Điều quan trọng nhất là nếu long trùng thanh niên không xuất hiện, thì Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và mấy người Mai Tỷ sẽ phải ra ngoài đánh với Nguyên Thần Huyễn. Nghĩ tới hậu quả, Dương Bách Xuyên không nhịn được run lên. Hắn có thể tưởng tượng được một khi Nguyên Thần Huyễn thiêu đốt tinh nguyên bản mệnh, lập tức khôi phục thực lực địa tiên tam chuyển, thì người phe mình chỉ có một kết cục là bị giết trong nháy mắt, không khéo còn chết cả chùm. Cho nên hiện giờ chỉ tưởng tượng thôi, Dương Bách Xuyên đã thấy sợ rồi. Đến giờ Dương Bách Xuyên nhớ lại cảnh tượng lúc trước Nguyên Thần Huyễn phá tan áp chế, tu vi tăng lên địa tiên tam chuyển, đối phó với long trùng thanh niên, cùng với khí tức mạnh đến mức khiến người nghẹt thở kia, hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh. Long trùng thanh niên chắc chắn là tồn tại vô cùng mạnh, có thể nói là vô địch trong khu vực độ kiếp kỳ trở xuống. Vậy mà sau khi Nguyên Thần Huyễn đột phá tu vi, nó vẫn bị một chiêu đánh bại. Dương Bách Xuyên biết hiện tại hắn chỉ có thể ngước nhìn thực lực địa tiên tam chuyển. Bây giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy mình phải cảm ơn long trùng thanh niên. Không có long trùng thanh niên áp chế Nguyên Thần Huyễn khiến lão ta thiêu đốt tinh nguyên, phá vỡ áp chế để đạt đến cảnh giới địa tiên tam chuyển, dẫn đến sấm sét, hại chết trùng độc bản mệnh, thì tất cả những gì long trùng thanh niên đã phải gánh chịu sẽ là kết cục của Dương Bách Xuyên và người phe mình. Mặc dù long trùng thanh niên chỉ vô tình giúp bọn họ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm kích con yêu thú cấp vương này. Tiếc là hình như long trùng thanh niên đã bị Nguyên Thần Huyễn đập chết. Lúc trước hắn nhìn thấy rõ một trường kinh người kia của Nguyên Thần Huyễn đã đập trúng đầu long trùng thanh niên, làm nó ngã sấp ra đất, không động đậy nữa. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng con long trùng thanh niên cấp vương này có ơn với bọn họ, cho dù đã bị Nguyên Thần Huyễn đánh chết cũng nên chôn cất, xem như là báo ơn phần nào. Bất kể là người bình thường hay người tu chân, rất nhiều chuyện trên thế gian đều có thiên đạo tuần hoàn. Thanh niên vô tình giúp đỡ đám người Dương Bách Xuyên, đây là ân tình. Dương Bách Xuyên lập bia chôn cất nó coi như báo ơn. Tuy Dương Bách Xuyên tham của, nhưng lúc này đối mặt với long trùng thanh niên toàn thân đều là bảo vật, hắn sẽ không tham lam. Hắn đi tới bên cạnh long trùng thanh niên, vừa nhìn nó vừa lẩm bẩm, "Niu huynh, ngươi đã vô tình giúp ta một tay, ta cũng báo đáp ngươi một lần, lập bia an táng cho ngươi, sẽ không để ai quấy rầy ngươi." Bách Xuyên, hình như con thanh niên này vẫn chưa chết. Mai Tỷ bước đến nhắc nhở. Chưa chết ư? Dương Bách Xuyên sửng sốt, vội vàng phóng linh thức kiểm tra. Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được khí thức thần hồn của thanh niên vẫn còn, tuy rất yếu nhưng vẫn chưa tiêu tán, hẳn là còn cứu được. Hiện tại Mai Tỷ là chân long từ cá rồng hóa thành, nhạy cảm hơn Dương Bách Xuyên trong một số phương diện. Hơn nữa, thanh niên là long trùng, trong cơ thể có huyết mạch của chân long. Mai Tỷ là chân long, nàng ấy cảm nhận được khí thức của thanh niên rất mạnh. Dương Bách Xuyên đi tới kiểm tra, quả nhiên phát hiện long trùng thanh niên vẫn chưa chết. Tuy đỉnh đầu nó bị Nguyên Thần Huyễn đập lõm, xương cũng vỡ luôn, thậm chí yêu hồn vô cùng mờ nhạt, có thể tan biến bất cứ lúc nào, sắp hồn bay phách tán. Nhưng chỉ cần nó chưa chết, Dương Bách Xuyên sẽ cứu chữa. Một là báo đáp ơn cứu mạng, hai là tên họ Dương nào đó thấy con long trùng thanh niên là dị trùng thái hoang cấp vương, tương đương yêu thú đại thừa kỳ. Xét một số phương diện, nó còn mạnh hơn yêu thú cấp bậc đại thừa bên ngoài rất nhiều.
Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới một vấn đề khiến hắn kích động. Nước sinh mệnh. Sau khi nước sinh mệnh tiến hóa thăng cấp, mặc dù 9 giọt chỉ còn lại 3 giọt, nhưng 3 giọt nước sinh mệnh hiện tại mạnh hơn trước đây rất nhiều. Điều quan trọng là yêu thú uống nước sinh mệnh hiện tại sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đây mới là trọng điểm khiến Dương Bách Xuyên vui mừng. Trước đây hắn thu phục thú ngũ hành bằng cách này đó. Cho dù yêu thú cường đại đến mấy, chỉ cần uống một giọt nước sinh mệnh thì sẽ bị Dương Bách Xuyên khống chế sinh tử. Nhưng có một nhược điểm là phải cho yêu thú uống nước sinh mệnh mới được. Yêu thú mạnh tất nhiên không chịu uống nước sinh mệnh, chỉ khi chúng suy yếu mới đút nước sinh mệnh được. Hiện tại là một cơ hội tốt, chỉ cần con long trùng thanh niu trước mặt chưa chết, vẫn còn một hơi thở, thì hắn có biện pháp cứu chữa. Thần ma y điển không phải vô dụng. Lúc này đút cho thanh niu uống một giọt nước sinh mệnh không chỉ giữ mạng cho nó, ngoài ra chỉ cần chữa khỏi cho thanh niu là hắn đã có một con dị trùng thái hoang, một con long trùng thanh niu cấp phương tương đương đại thừa kỳ làm tiểu đệ, ngầu biết bao. Vì lẽ đó, Dương Bách Xuyên vô cùng kích động, hắn thầm niệm trong lòng, hai giọt nước sinh mệnh xuất hiện ở đầu ngón tay. Hắn rót một giọt vào miệng long trùng thanh niu, giọt còn lại thì nhỏ vào vết thương trên đầu nó. Sau khi nước sinh mệnh màu vàng được thanh niu sử dụng, trên người nó lập tức phát ra ánh sáng ba màu xanh, vàng, tím, hơn nữa càng lúc càng sáng. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra nước sinh mệnh thật sự có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu thú. Chỉ thấy vết thương trên đầu thanh niu do bị nguyên thần huyễn đánh lõm đã khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khí tức yêu hồn yếu ớt của thanh niu cũng dần mạnh hơn. Chưa tới 10 hơi thở. Khí tức trên người thanh niu chợt nổ ầm, thậm chí còn hơn xa khí tức ban đầu. Dương Bách Xuyên biết là huyết mạch của thanh niu đã tiến hóa một cấp. Growl. Một giây sau, toàn thân thanh niu phát ra ánh sáng chói mắt, miệng phát ra tiếng rồng gầm. Dương Bách Xuyên nghe mà suýt rách màng nhĩ, tiếng gầm lớn vô cùng, hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương nặng. Sau đó, cả người thanh niu run lên. Cơ thể phát ra ánh sáng xanh, một lớp lông màu xanh chóc ra nhưng lại có một lớp lông mới mọc lên, màu sắc đậm hơn. Đây là dấu hiệu tiến hóa huyết mạch, giống hồi trước Dương Bách Xuyên thu phục thú ngũ hành. Khí tức yêu hồn yếu ớt của thanh niu cũng dần mạnh hơn. Điều này một lần nữa chứng minh nước sinh mệnh có tác dụng kỳ diệu đối với yêu thú có sự tiến hóa huyết mạch. Growl. Sau một tiếng hét dài, ánh sáng trên người long trùng thanh niu biến mất. Thay vào đó là một con long trùng thanh niu phấn chấn tinh thần không hề giống bị thương. Nó chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên, trong đôi mắt trâu to bự có sự đấu tranh tâm lý. Dương Bách Xuyên chỉ cười nhẹ nhìn thanh niu, một người một trâu nhìn nhau. Lúc này, mấy người Lục Yên Chi, Mai Tỷ đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên đều lo lắng. Không ai ngờ rằng Dương Bách Xuyên chỉ dùng hai giọt nước sinh mệnh đã chữa trị cho long trùng thanh niu khôi phục như ban đầu. Hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương nặng. Thật ra chính Dương Bách Xuyên cũng bất ngờ về điều này. Nước sinh mệnh có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu thú vượt xa tưởng tượng, không cần dùng đến thần ma y điển, giúp cho thanh niu hồi phục, sống lại từ cõi chết. Họ lo lắng thanh niu mạnh như vậy, nếu lát nữa nó trở mặt, hai bên đánh nhau thì phải làm sao? Sau đó, một cảnh tượng diễn ra khiến họ trợn tròn mắt. Chỉ thấy long trùng thanh niu cường đại khuỵu hai chân trước, quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, còn biết nói tiếng người, lão niu bái kiến chủ nhân. Đối với việc long trùng thanh niu quỳ xuống nhận chủ, ngoại trừ Dương Bách Xuyên thì chỉ có thú ngũ hành là không cảm thấy bất ngờ, bởi vì thú ngũ hành cũng đã từng trải. Ngược lại, lúc này thú ngũ hành lại hy vọng long trùng thanh niu có thể phản kháng lại chủ nhân, để thanh niu cũng nếm thử cảm giác khi xưa của hắn. Đáng tiếc. Long trùng thanh niu lại trực tiếp quỳ xuống, điều này khiến cho thú ngũ hành không khỏi có chút thất vọng. Nhưng thú ngũ hành không biết, trong lòng long trùng thanh niu cảm nhận được rõ ràng, Dương Bách Xuyên đã khống chế tuyệt đối. Chỉ cần một ý nghĩ của hắn cũng có thể khiến cho lão niu hồn bay phách lạc, có ngu mới đi phản kháng. Hơn nữa, hai giọt nước sinh mệnh kia của Dương Bách Xuyên có công hiệu như thế nào, bản thân thanh niu là người biết rõ nhất, trong suy nghĩ của thanh niu. Người sở hữu loại nước thần thánh như vậy, sao thể là hạng đơn giản? Hơn nữa, hai giọt nước kia có thể giúp tiến hóa kinh mạch, cải thiện thể chất, kéo nó từ bờ vực cái chết trở về,
bản lĩnh như vậy không phải người tầm thường, đây chính là ân nhân cứu mạng. Loại nước thần thánh kia tiến vào trong cơ thể, dung nhập toàn thân, thậm chí là linh hồn, Thanh Ngưu có cảm giác như, khí tức cường đại của thứ nước kia được bắt nguồn từ cơ thể Dương Bách Xuyên, chỉ cần Dương Bách Xuyên muốn thì hắn có thể lấy đi chỉ bằng một ý nghĩ, khiến nó rơi từ trên mây xuống địa ngục. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng đối với một dị chủng cường đại ở Thái Hoang như Long chủng Kim Ngưu mà nói, linh cảm của nó rất mạnh, trong trường hợp bình thường thì sẽ không sai. Thanh Ngưu biết, từ bây giờ trở đi, nhân loại cứu mạng này chính là chủ nhân của nó, dù sao thì cũng có ơn cứu mạng, nhận chủ cũng không phải chuyện gì xấu. Thanh Ngưu nhanh nhẹ quỳ gối, miệng gọi tiếng chủ nhân. Dương Bách Xuyên thì cực kỳ vui mừng, hắn đỡ Thanh Ngưu rồi nói, lão Ngưu đứng dậy đi, về sau là người một nhà rồi, ta không để ý mấy lễ tiết hình thức. Thanh Ngưu cũng xem như yêu thú có ơn với mình, Dương Bách Xuyên không xem nó như một yêu thú dưới trướng để đối đãi. Đa tạ chủ nhân, sau này lão Ngưu nhất định sẽ tận lực giúp đỡ chủ nhân. Long chủng Thanh Ngưu thấy Dương Bách Xuyên đối xử với mình như vậy thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, dù sao thì nó cũng là yêu thú có cấp bậc tôn vương ở trong Thái Hoang, hơn nữa còn là long chủng, sự kiêu ngạo được phát ra từ tận xương cốt. Nếu để một yêu thú có cấp bậc như nó cúi đầu xưng thần, còn muốn tự nguyện thì quả thật là mộng tưởng hão huyền. Nếu không phải nể mặt ơn cứu mạng của Dương Bách Xuyên, cộng thêm từ trong nhận thức lão biết người chủ nhân này là hạng có thể khiến lão từ trên tầng mây rơi xuống địa ngục, Long chủng Thanh Ngưu chưa chắc sẽ quỳ gối nhận chủ với Dương Bách Xuyên. Bây giờ nhận được trọng đãi của Dương Bách Xuyên, trong lòng cũng thở phào một hơi, thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng không gặp phải chủ nhân xem nó như yêu thú để sai khiến. Long chủng Thanh Ngưu có chút hiểu rõ về tu sĩ nhân tộc, đương nhiên biết trong mắt rất nhiều tu sĩ, yêu thú chính là yêu, rất hiếm người có thể đối xử bình đẳng hoặc là lễ ngộ. Dương Bách Xuyên nhìn lướt qua Long chủng Thanh Ngưu đã có thể hiểu được suy nghĩ của nó, hắn cười nói, ngươi không cần phải lắng, ta có thể cứu ngươi, ngươi cũng đã giúp đỡ ta, tất cả đều đã được số phận định sẵn, ta và ngươi có duyên. Hơn nữa lại là thiện duyên, sau này đi theo ta, chắc chắn ngươi sẽ không thiệt thòi. Lão Ngưu đã rõ, chủ nhân không phải là nhân vật tầm thường, ta có thể theo sau chủ nhân chính là may mắn. Long chủng Thanh Ngưu là linh vật đã sống không biết qua bao nhiêu năm tháng, đạo lý đối nhân xử thế ở trên đời này, đương nhiên nó vẫn hiểu. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu càng ngày càng hài lòng, hiện tại, Thanh Ngưu là yêu thú mạnh nhất mà hắn thu phục được. Có một Thanh Ngưu cấp bậc tôn vương ở đây, đi lại ở trong Thái Hoang cũng tự tin hơi nhiều. Điều khiến Dương Bách Xuyên phấn khích hơn nữa là, hắn nhìn thấy một con đường đi đến tột cùng của đại đạo sau khi thu phục được Thanh Ngưu. Con đường đại đạo này chính là không ngừng dùng nước sinh mệnh để thu phục yêu thú cường đại, nước sinh mệnh ở trong không gian càn khôn dùng hết thì có thể thêm, hắn có thể tưởng tượng được, sau này bên cạnh mình sẽ có bao nhiêu yêu thú cường đại đây. Nếu như hắn có thể thu phục 10 yêu thú có cấp bậc như Thanh Ngưu thì hắn có thể tung hoành ngang dọc ở cái tu chân giới này. Đương nhiên điều kiện đầu tiên để thu phục yêu thú cường đại là phải khiến cho bọn chúng dùng nước sinh mệnh mới được, đây là chỗ khó nhất, nhưng hiện tại có Thanh Ngưu, không tự nguyện hàng phục thì đánh bọn chúng, sau đó cho dùng nước sinh mệnh để khống chế. Thu phục được 10 yêu thú cấp bậc tôn vương như Thanh Ngưu. Cho dù phải đối mặt với địa tiên tam chuyển như Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương thì hắn cũng không sợ. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, cả 10 yêu thú cường đại đều xuất hiện, cảnh tượng đó quả thật là khiến cho người ta máu nóng sôi trào. Dương Bách Xuyên chảy cả nước miếng. Nhưng mà hắn biết, nghĩ thì đơn giản nhưng làm mới khó, bây giờ hắn đã có Thanh Ngưu, mục tiêu này nhất định sẽ có thể thực hiện. Dương Bách Xuyên biết, hắn tới từ tu chân giới. Không có bất cứ căn cơ nào, nếu như muốn tiếp tục tu luyện, muốn sau này đệ tử của Vân Môn tới tu chân giới có được môi trường tu luyện thật tốt thì cần phải có một thế lực thật cường đại. Mà thế lực cường đại chính là những tu giả có tu vi thâm hậu. Trong số cường giả đó bao gồm cả yêu thú. Mặt khác, mặc dù hắn chưa từng nói với ai chuyện ba đồ đệ của lão đầu, nhưng hắn cho rằng cả hai người sư huynh và vị sư tỷ kia đều là những thế lực cường đại ở tu chân giới. Ngoại trừ nhị sư huynh tinh thần tử, chỉ riêng đại sư huynh khai phái ra thần điện trường sinh, một trong cửu đại thánh địa ở tu chân giới, còn có tiểu sư tỷ, mặc dù không rõ thế lực của tiểu sư tỷ kia, nhưng chắc chắn là sẽ không kém.
Nếu như tinh thần môn được nhị sư huynh khai phái không bị biến mất 5.000 năm, thì hiện tại tinh thần môn nhất định sẽ là tông môn đứng đầu. Thế nên trong lòng Dương Bách Xuyên luôn có một ý nghĩ, thân là đệ tử của lão đầu Vân Tiên Tà, sao hắn lại không nghĩ tới lập ra một thế lực cường đại? Về phần thế lực của hắn có đủ sánh vai với thánh địa hay không? Nhưng Dương Bách Xuyên biết chuyện này là rất khí, bởi vì hắn tới từ một thế giới phàm trần nhỏ bé, không có bất cứ nền tảng căn cơ nào, muốn xây dựng nên thế lực so ngang với thánh địa, quả thật là khó như lên trời. Nhưng mà, nếu như sau này có nước sinh mệnh thì mọi chuyện sẽ khác, nước sinh mệnh có hiệu quả với bất cứ yêu thú nào, chỉ cần yêu thú dùng nước sinh mệnh thì sự sống chết của yêu thú sẽ nằm trong tay hắn. Yêu thú cường đại ở tu chân giới không thua kém gì con người, trong lòng Dương Bách Xuyên có dã tâm rất lớn, có thể nuốt chửng cả vũ trụ, nước sinh mệnh của hắn cứ 9 ngày lại sản xuất ra 3 giọt, có nghĩa là hắn có thể thu phục được 3 yêu thú cường đại. Nếu cứ như vậy trong vòng 1 năm thì hắn sẽ sản xuất được 120 giọt, tức là 1 năm hắn có thể thu phục 120 yêu thú. Cứ tính như vậy, 100 năm hắn sẽ khai phái ra thế lực khổng lồ, 100 năm 2.000 năm sau, tương lai thế lực vượt xa cả tu chân giới sẽ xuất hiện. Nghĩ như vậy, đệ tử bế quan này của lão đầu, sau này sẽ trở thành người khai phái ra thế lực mạnh nhất trong tất cả các đệ tử. Nếu như kế hoạch thực hiện thành công, hắn sẽ là người đứng đầu của thánh địa thứ 10, thậm chí còn vượt xa cả thánh địa. Nếu không có nước sinh mệnh, không có bình càn khôn, không có bảo khố công pháp di động như lão đầu thì muốn khai phái thế lực sánh ngang với thánh địa chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng, với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn lại có những thứ trên, cái này có thể tạm thời gọi là lý tưởng, trên lý thuyết thì vẫn hoàn toàn có thể thực hiện. Với người khác là nằm mơ, còn với hắn thì mơ cũng có thể trở thành hiện thực. Sau khi thu phục Long Trùng Thanh Ngưu, trong đầu Dương Bách Xuyên đã có suy nghĩ này, giống như ngọn cỏ dại đang điên cuồng vươn lên, không thể khống chế được. Hắn âm thầm đặt ra lý tưởng điên cuồng này cho bản thân, khai phái ra thánh địa thứ 10 ở tu chân giới, thậm chí vượt qua cửu đại thánh địa. Còn về nền móng, hắn sẽ bắt đầu từ yêu thú thái hoang. Dù sao thì hắn cũng không thiếu nước sinh mệnh. Nhưng mà trước tiên hắn phải nâng cao thực lực. Sức mạnh hiện tại của hắn so với kế hoạch thì quả thật là quá nát, ít nhất phải đột phá cảnh giới hợp thể đạt tới độ kiếp kỳ mới được, nếu không thì cho dù có thu phục đám yêu thú cường đại thì trong lòng bọn chúng cũng sẽ không phục. Thứ hắn muốn không chỉ là thế lực cường đại, thứ hắn muốn là thứ mà cả bản thân hắn cũng cảm thấy đó là một giấc mơ cực kỳ điên rồ, một giấc mơ đầy tham vọng có thể dùng giấc mơ soi sáng hiện thực. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dương Bách Xuyên càng ngày càng sáng. Lúc này Lục Yên Chi và Mai Tỷ mới phát hiện ra vẻ mặt không đúng của Dương Bách Xuyên. Vân Tử, đệ không sao chứ? Đúng thế, Dương Đại Ca, cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao? Mai Tỷ và Lục Yên Chi nhìn qua cơ thể đang run nhẹ của Dương Bách Xuyên, sắc mặt đỏ ửng, bọn họ còn cho là Dương Bách Xuyên đã nhiễm phải loại độc nào của nguyên thần huyễn. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng của Mai Tỷ và Lục Yên Chi thì mới hoàn hồn, hắn xấu hổ cười nói. Không sao, không sao, ta chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói những ý nghĩ điên cuồng của mình cho Mai Tỷ và Lục Yên Chi biết, bởi vì điều này quả thật là quá điên rồ. Không sao là tốt rồi, nếu đã không có chuyện gì thì ta đi trước, Long Cung có mấy con cá đang có dấu hiệu chuẩn bị hóa rồng, ta phải về tọa trấn. Mai Tỷ nói. Dương Bách Xuyên ngẩn người, sau đó hắn lập tức vui vẻ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ trước tới nay Mai Tỷ vẫn luôn là vương ở hồ cá rồng, lần trước tỷ ấy cũng từng nói, trong hồ có cá chuẩn bị hóa rồng. Bây giờ xem ra là rất có khả năng, một khi tất cả cá trong hồ đều hóa rồng thì đây sẽ là trợ giúp đắc lực cho hắn sau này. Từ khi hắn tiếp xúc với tu chân, bắt được cá rồng trong hồ tiên nữ, 5-60 con cá đó vẫn luôn được nuôi ở hồ Long Ngư bên trong không gian càn khôn, trên lý thuyết mà nói thì thời gian tu luyện của đám cá rồng kia cũng không khác hắn là bao. Đại khái cũng tu luyện sắp 400 năm rồi. Đám cá rồng kia ngoại trừ Mai Tỷ ra thì tất cả đều được nuôi dưỡng bởi linh khí bên trong không gian càn khôn cùng với nước ở hồ Long Ngư, cộng thêm việc hắn nhỏ nước sinh mệnh vào trong hồ, khoảng thời gian 400 năm sẽ mở linh trí, hiểu được cách nhả nuốt linh khí. Sau khi Mai Tỷ hóa rồng, có kế hoạch chỉ dẫn những cá rồng khác tu luyện, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Mấy chục con cá có cơ hội hóa rồng. Đây là một chuyện hết sức chấn động,
phải biết là tu chân giới cũng không hề có chân long. Đương nhiên Mai Tỷ và đám cá trong hồ Long Ngư, cho dù có tiến hóa thành công thì cũng không phải là huyết mạch tinh khiết, mà là tiến hóa thành rồng, còn cần thời gian tu luyện huyết mạch mới có được thiên phú của chân long chân chính. Tóm lại, Dương Bách Xuyên rất để ý tới việc cá trong hồ Long Ngư có thể tiến hóa thành rồng. Hắn gật đầu với Mai Tỷ, vậy được rồi, Mai Tỷ trở về đi, có chuyện gì thì thông báo cho đệ biết. Mai Tỷ nhìn Dương Bách Xuyên, nhẹ giọng nói, đệ phải cẩn thận, cần giúp đỡ thì có thể triệu hoán ta bất cứ lúc nào. Được, Dương Bách Xuyên gật đầu, trong lòng khẽ động, trực tiếp đưa Mai Tỷ vào bên trong không gian càn khôn. Hắn thầm nghĩ, đợi 9 ngày lại có nước sinh mệnh, hắn sẽ nhỏ vào trong hồ Long Ngư, xem có giúp gì được đám cá rồng kia không. Nói ra, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy thần kỳ, rõ ràng những con cá rồng kia đều là bắt từ hồ tiên nữ ở quê rồi thả vào bình càn khôn, quả thật chỉ là loại cá rồng thông thường, bây giờ lại có dấu hiệu hóa rồng, chứng tỏ huyết mạch căn cơ của đám cá rồng kia không tầm thường, hoặc là rất lâu về trước cá rồng đã có huyết mạch của chân long. Hoặc đổi cách nói khác, trái đất ẩn giấu quá nhiều bí mật. Hắn nhớ lão đầu từng nói, ở tu chân giới luôn có lời đồn về bổn nguyên giới. Tất cả tu chân cả đều hy vọng có thể tiến vào bổn nguyên giới để tìm kiếm bảo tàng kho báu. Đáng tiếc rất nhiều người đều không biết rốt cuộc bổn nguyên giới ở nơi nào, tu chân giới cũng rất ít người biết tới bí mật kho báu ở bổn nguyên giới. Hơn nữa, năm đó khi gặp Phong Vân Dạ Lang ở bí địa Trường Bạch, lão đầu Vân Thiên Tà mới xác định thật ra bổn nguyên giới chính là trái đất. Mà bí mật ở trái đất lại là thần mộ viên. Nhưng bây giờ từ việc cá rồng có thể tiến hóa thành chân long, hoặc là ngoài trừ thần mộ viên thì ở bổn nguyên giới vẫn còn rất nhiều bí mật khác. Nhưng bởi vì lúc trước tu vi của hắn quá thấp, không thể phát hiện ra. Trong lòng thầm nghĩ, đợi sau này có thể trở về, hắn nhất định phải đi trái đất xem thật kỹ. Mai Tỷ quay về trong bình càn khôn, Lục Yên Chi mới hỏi Dương Bách Xuyên, Dương đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Sau khi hai lão già Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương bị giết chết, bọn họ cũng không cần phải trốn nữa, nàng muốn đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài của Thái Hoang. Còn đi đâu thì trong lúc nhất thời, Dương Bách Xuyên cũng không biết phải đi đâu. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Ngưu, Lão Ngưu, ở đây là đâu? Hồi bẩm chủ nhân, đây là Thiên Yêu Cung, nghe đồn rất lâu về trước, đây là Thiên Cung do một Thiên Yêu cường đại lập nên, sau này cũng không biết vì lý do gì mà Thiên Yêu Cung gặp phải tấn công. Đại yêu ở bên trong Thiên Yêu Cung không chết thì cũng biến mất không thấy tung tích, mà thời gian Lão Ngưu ta ở đây cũng không tính là lâu lắm, mới hơn 3.000 năm. Trước ta, nơi này có một Thiên Yêu, 3.000 năm trước con Thiên Yêu kia đã bị một con người thu phục rồi bắt đi, sau này còn có một Thiên Hồn Yêu cấp bậc Tôn Vương xông vào đây, chiếm một nửa địa bàn Thiên Yêu Cung để tu luyện. Sau khi Thanh Ngưu nói tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà ngắt lời, đợi đã. Người nói rõ chút, cái gì mà Thiên Yêu? Nghe giống như còn cường đại hơn cả cấp bậc Tôn Vương như ngươi nhỉ, hơn nữa ngươi nói ở đây trừ ngươi ra còn có một Tôn Vương khác. Yêu thú gì vậy? Long Trùng Thanh Ngưu gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói, chủ nhân, ở Thái Hoang Tinh Hải, trên yêu thú có cấp bậc Tôn Vương còn có Thiên Yêu, cấp bậc này phân thành cửu trọng, Thiên Yêu nhất trọng là thấp nhất, cửu trọng là cao nhất, thật ra đó chỉ là lời đồn. Ở Thái Hoang có tồn tại Thiên Yêu cửu trọng hay không thì cũng chưa chắc. Dù sao thì cho dù là Thiên Yêu nhất trọng thì cũng có thể so ngang với cảnh giới phi thăng lên của con người. Thành Thiên Yêu trước kia là thành trì do Thiên Yêu cường đại xây nên, trung tâm chính là cung Thiên Yêu. Nhưng mà chủ nhân yên tâm, đây là khu vực của tu sĩ có tu vi thấp hơn độ kiếp, rất ít khi có Thiên Yêu, sinh linh đã tu luyện được tới cấp bậc Thiên Yêu, hoặc là sẽ ở sâu bên trong Thái Hoang, hoặc sẽ ở khu vực của Đại Thừa Kỳ. Có khả năng là ra khỏi Thái Hoang, phi thăng rồi cũng nên. Dù sao thì ở đây yêu thú có cấp bậc Tôn Vương là mạnh nhất, nếu chủ nhân chưa có nơi để đi thì có thể thử tới Thiên Yêu Hành Cung, chỗ kia hẳn là cung của Thiên Yêu Vương, bên trong sẽ có bảo vật, hơn 3.000 năm qua Lão Ngưu và con rơi thối kia đã gặp biết bao con người từ Thánh Địa vào trong mạo hiểm. Có người thì lấy được pháp bảo vô thượng, Thiên Yêu Hành Cung 1.000 năm mới mở một lần. Nhưng chỉ cần là tu chân giả tiến vào thì đều sẽ có thu hoạch, Thiên Cung đã mở cửa 3 lần, lần mở thứ 4 cũng sắp tới rồi, đến khi đó chủ nhân có thể đi Thiên Yêu Hành Cung xem thử, không biết chừng lại gặp được cơ duyên. Lão Ngưu nói. Dương Bách Xuyên gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc,
hắn hỏi Thanh Nghiêu, nghe ý ngươi nói thì ngươi chưa từng vào trong Thiên Yêu Hành Cung. Thanh Nghiêu cười khổ, chủ nhân, Thiên Yêu Hành Cung có cấm chế tu vi, chỉ cho phép những tu sĩ, yêu thú có tu vi thấp hơn độ kiếp, nếu đã đạt tới đại thừa kỳ thì cho dù là người hay yêu đều không để lại gần cửa hành cung trong vòng 10 thước. Một khi tới gần thì sẽ bị thiên uy trừng phạt, lão Nghiêu đã thử rất nhiều lần, khi cỗ thiên uy giáng xuống thì cả người đều phát run, căn bản không thể tiếp cận, thế nên chỉ có tu vi thấp hơn độ kiếp mới có thể tiến vào. Trong hơn 3.000 năm, lão Nghiêu đã chứng kiến con người tới từ Thánh Địa và một số tiểu bối ở Thái Hoang, yêu tu ngoại giới cũng tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, bọn họ thu hoạch được không ít, nghe nói còn trợ giúp rất lớn cho nâng cao tu vi, dù sao thì Thiên Yêu Hành Cung cũng là nơi rất thần bí. Hẳn là chỗ tốt, hoặc là nói đây là nơi để bồi dưỡng thế hệ sau của thành thiên yêu cổ xưa. Nghe Thanh Nghiêu giải thích một hồi, Dương Bách Xuyên quả thật đã động tâm, mục đích lần này tới Thái Hoang là để rèn luyện, chỉ cần có thể nâng cao tu vi thì với hắn đều là chuyện tốt. Ngay lập tức, hắn thương lượng với Lục Yên Chi, bọn họ quyết định đi tới Thiên Yêu Hành Cung, đương nhiên là phải đợi mở ra thì mới được. Sau khi bàn bạc xong, Thanh Nghiêu dẫn đường tới Thiên Yêu Hành Cung. Thanh Nghiêu nói nơi tu luyện của mình ở ngay bên cạnh hành cung, bọn họ cứ ở đó chờ Thiên Yêu Hành Cung mở cửa là được. Vừa đi vừa nói, Dương Bách Xuyên nhớ ra Thanh Nghiêu nói nơi này còn có một yêu thú cấp bậc tôn vương khác, nghe lão mắng gì mà rơi thối, hình như bọn họ không được hòa hợp. Ngẫm lại, trong một di tích thành cổ lại có hai yêu thú cấp bậc tôn vương, một núi không thể có hai hổ. Hòa thuận được mới lạ. Hắn tùy tiện hỏi, lão Nghiêu. Rơi thối mà ngươi nói tới, hay là yêu thú cấp bậc tôn vương khác là thế nào? Nghe Dương Bách Xuyên hỏi tới vấn đề này, ánh mắt Thanh Nghiêu có chút phức tạp, còn rơi yêu kia đấu với lão Nghiêu ta hơn 3.000 năm, chúng ta cũng không có đuổi nhau đi. Bây giờ thì tốt rồi, đợi ta rời đi cùng chủ nhân, tòa thành trì này để lại cho rơi yêu kia. Thật ra cũng không có gì đáng nói, cũng không tính là tệ nhưng thực lực cũng không yếu hơn lão Nghiêu ta. Rơi yêu ở bên kia của Thiên Yêu Hành Cung, nhưng chủ nhân cứ yên tâm, có lão Nghiêu ở đây thì hắn ta sẽ không ra tay. Dương Bách Xuyên nghe ý của Thanh Nghiêu, hắn cảm giác có gì đó không đúng, vốn là mắng mỏ nhưng sau khi nói tới rời đi thì lại có chút cô đơn. Dương Bách Xuyên nghe Thanh Nghiêu nói chuyện giống như hắn ta và con rơi yêu đánh nhau đánh ra tình cảm vậy, nếu đúng như vậy, giữa hai người này còn có chuyện xưa. Cũng không hỏi nhiều về chuyện này. Nhưng trong mắt của Dương Bách Xuyên đảo đi đảo lại. Nếu hắn muốn thành lập một thế lực cường đại có thể sánh ngang với Thánh Địa, không ngừng thu phục yêu thú cường đại là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu giữa Thanh Nghiêu và con rơi yêu có quan hệ, vậy nghĩ cách thu phục rơi yêu là được, đều là yêu thú cường đại cấp bậc tôn vương, càng nhiều thì hắn càng có lợi. Nếu chỉ dựa vào chính hắn đi thu phục con rơi, với tu vi thực lực hiện tại của hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện tại điều cần phải làm là đi theo Thanh Nghiêu, chờ ở bên ngoài Thiên Yêu Hành Cung, chờ Thiên Yêu Hành Cung mở ra. Còn chuyện con rơi yêu, lát nữa tìm cơ hội nói với Thanh Nghiêu hoặc nhìn tình hình rồi nói sau. Chấm chấm chấm. Đoàn người di chuyển theo Thanh Nghiêu nửa giờ, đi đến một quảng trường Bạch Ngọc, trên quảng trường Bạch Ngọc có ba tòa đại điện. Đại điện ở chính giữa đang sáng lấp lánh, có lực lượng vô hình bảo vệ. Dựa theo lời của Thanh Nghiêu. Tòa đại điện này chính là Thiên Yêu Hành Cung trong truyền thuyết. Còn hai thiên điện bên trái bên phải, bên trái là nơi hắn ta ở, bên phải là con rơi yêu. Sau khi đi vào đây, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được linh khí thiên địa ở nơi này dày gấp 10 lần chỗ khác, thở thôi cũng làm linh khí thiên địa chui vào cơ thể, giống như sau khi bước vào quảng trường lớn là bước vào một đại trận linh khí thiên địa khổng lồ vậy. Mỗi một tấc ở nơi này đều có trận pháo, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Nói là quảng trường, thật ra ở trong mắt mấy người Dương Bách Xuyên, nơi này giống như một không gian khổng lồ, Bạch Ngọc dưới chân chắc như thép, quảng trường nơi này và ba đại điện giống như là một. Cẩn thận quan sát, đúng là như vậy, vùng đất khổng lồ rộng mấy chục dặm này đều bị người luyện hóa ra, không phải tu sửa riêng. Tác phẩm xuất sắc như này làm cho mấy người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi chấn động. Không nói đến đại điện trung ương, chỉ cần nhìn thiên điện bên trái bên phải. Khoảng cách giữa hai điện khoảng hơn 10 dặm. Nơi này được Thanh Nghiêu gọi là quảng trường Thiên Yêu. Khi bọn họ bước vào quảng trường Bạch Ngọc, sắc mặt của Thanh Nghiêu thay đổi, cả người run lên. Lúc này mấy người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc.
Lão Ngưu, chuyện gì đã xảy ra? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi Thanh Ngưu. Chủ nhân, là hơi thở của con rơi thối, hình như bên nàng đã xảy ra chuyện, xin chủ nhân cho phép Lão Ngưu đi trước. Thanh Ngưu nói, có vẻ rất nôn nóng. Dương Bách Xuyên lại có chút khó hiểu, dựa theo lời của Lão Ngưu, hắn và con rơi yêu đánh nhau hơn 3.000 năm, phải là đối thủ một mất một còn mới đúng, hiện tại xem ra chính mình nghĩ sai rồi. Có lẽ Thanh Ngưu đã nhìn ra thắc mắc của Dương Bách Xuyên, vội vàng giải thích, chủ nhân, thật ra ta và con rơi yêu đánh nhau hơn 3.000 năm, nhiều năm trôi qua, toàn bộ thành cổ cũng chỉ có hai người chúng ta, dù là đối đầu trực diện hay ngầm đối đầu đều tôn kính đối phương. Nói đến đây, không cần Thanh Ngưu nhiều lời, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều nghe hiểu, đây là tình cảm giữa Thanh Ngưu và con rơi yêu. Điều này cũng không kỳ quái. Không phải tất cả yêu thú đều là đối thủ một mất một còn, đặc biệt là đại yêu cấp bậc tôn vương như Thanh Ngưu, mỗi một người có trí tuệ không thua kém nhân loại, nói về tình cảm cũng không hề thua nhân loại. Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ đều có tình cảm. Thanh Ngưu và con rơi yêu đánh nhau hơn 3.000 năm, đánh ra cảm tình cũng là chuyện bình thường. Lúc này bước vào phạm vi quảng trường, mọi người đã ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc, đặc biệt là Thanh Ngưu. Hắn ta rất quen thuộc con rơi yêu, từ mùi máu trong không khí có thể đoán được là máu của con rơi yêu, sắc mặt biến đổi. Đi, đi xem, Dương Bách Xuyên nói với Thanh Ngưu. Lúc này Thanh Ngưu có được sự cho phép của Dương Bách Xuyên, hóa thành một tia sáng màu xanh lơ, biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên không bắt được quỹ đạo của Thanh Ngưu, nếu không có sự cảm ứng giữa nước sinh mệnh và Thanh Ngưu, phát hiện Thanh Ngưu đã đi đến thiên điện bên phải ngoài quảng trường. Hắn còn tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Dương Bách Xuyên cũng dùng thân pháp đuổi đến thiên điện. Gào. Dương Bách Xuyên vừa mới di chuyển, bên tai nghe thấy tiếng thét dài đầy tức giận của Thanh Ngưu. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được bảy đạo kiếm khí xông lên tận trời. Tuyệt đối không phải kiếm khí của Thanh Ngưu, yêu thú tấn công chém giết không cần kiếm khí. Có thể dùng kiếm khí chỉ có người tu chân. Nơi này có người tu chân. Dương Bách Xuyên nghĩ đến. Sau đó nện bước nhanh hơn. 10 phút sau, Dương Bách Xuyên đi đến thiên điện bên phải quảng trường. Gào. Gào. Không tệ, vậy mà lại là một con long trùng Thanh Ngưu, đầu hổ, giữ chân cho ta, thất tinh, các ngươi áp chế, hôm nay bổn thiếu muốn thu phục con Thanh Ngưu này làm tọa kỵ. Ha ha. Không ngờ có thể gặp được con yêu thú cấp tôn vương trong chuyến đi đến Thiên Yêu Cung lần này, chuyến đi này không tệ. Vừa mới đi đến cửa đại điện, bên tai Dương Bách Xuyên truyền đến một âm thanh cực kỳ hưng phấn, nghe giống như giọng một thiếu niên. Thiếu gia, yên tâm, mặc dù con Thanh Ngưu này mạnh hơn con rơi yêu kia một tí, nhưng cũng chỉ có thể so với đại thừa sơ kỳ đỉnh, chỉ cần không phải đại thừa trung kỳ, 7 người chúng ta có thể áp chế nó trong 10 phút. Ngài nhanh chóng hoàn thành bí thuật ngự yêu thú đi, vượt qua 10 phút chúng ta không có cách nào khác. Dương Bách Xuyên đi đến cửa đại điện, vừa vặn nhìn thấy người nói chuyện là một chú lùn cao chưa đến 1 mét, gần chú lùn này còn có 6 người khác giống như đúc, không thừa không thiếu, vừa đúng 7 chú lùn cao chưa đến 1 mét. Nhìn thấy 7 người lùn này, Dương Bách Xuyên biết đây chính là thất tinh trong miệng người ra lệnh. Ngoài ra ở đây còn có một con mãnh hổ màu đỏ to gấp 3 lần Thanh Ngưu. Từ hơi thở đoán được con hổ màu đỏ này có tu vi độ kiếp kỳ đỉnh, không phải dị thú thiên hoang, là linh thú đến từ bên ngoài. Ở một góc của đại điện, một thiếu niên mặc cẩm y mang theo phù văn rực rỡ, tay cầm một pháp khí giống như thiền trượng, bên trên có 9 lục lạc cổ xưa, 9 lục lạc lập lòe ánh sáng, nhưng không phát ra âm thanh. Nhìn kỹ cẩm y phù văn trên người thanh niên kia, một bức phù văn tạo thành một đồ ăn dị thú to bằng nắm tay, trải rộng cả bộ quần áo. Nhìn qua có vẻ quần áo trên người hắn ta không phải vật bình thường. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tu vi của thanh niên này là độ kiếp hậu kỳ, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ độc đáo, khác với tu sĩ độ kiếp bình thường. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảnh giác lên. Lúc này Thanh Ngưu bị 7 người lùn và con xích hổ dùng bí pháp gì đó bao vây trong đại điện, Thanh Ngưu còn đang giãy giụa. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Dù là xích hổ hay 7 người lùn, không có một cái là đại thừa kỳ, đều là tu sĩ độ kiếp kỳ, cùng lắm con xích hổ hung mãnh kia là độ kiếp đại viên mãn. Còn 7 người lùn chính là độ kiếp hậu kỳ.
So với Thanh Ngưu, những người trong sân không có ai là đại thừa, nhưng Thanh Ngưu lại có tu vi đại thừa, lại bị 7 người lùn và xích hổ áp chế. Còn thanh niên qua có vẻ đang thi triển bí pháp phức tạp gì đó, hơn nữa lúc nãy Dương Bách Xuyên nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy người, thanh niên kia muốn thu phục Thanh Ngưu làm tọa kỵ. Dương Bách Xuyên cũng biết được nguyên nhân làm Thanh Ngưu tức giận, hắn thấy được trong đại điện có một con rơi màu trắng, đã hoàn toàn không có sức sống, nghĩa là đã bị những người này giết chết. Thanh Ngưu và con rơi yêu đánh nhau hơn 3.000 năm, hai bên đều đánh ra cảm tình. Bây giờ nhìn thấy con rơi yêu bị giết, sao có thể không giận? Điều này cũng là bình thường. Chẳng qua dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, việc hôm nay khó có thể xử lý êm đẹp được, bởi vì thanh niên này và 7 người lùn không phải tu sĩ bình thường. Đặc biệt Dương Bách Xuyên nhìn thấy 7 người lùn điều khiển một thanh kiếm lơ lửng trên không áp chế Thanh Ngưu, kiếm khí phát ra mang theo sát khí, biết những người này không dễ sống chung. Nhưng hiện tại Thanh Ngưu là tiểu đệ của hắn, cho dù hôm nay đánh nhau đến chết, Dương Bách Xuyên cũng phải ra tay. Trong xương cốt của Dương Bách Xuyên là loại người cực kỳ bao che cho người mình, dù đối phương là ai, chỉ cần bắt nạt tiểu đệ của mình, hắn sẽ đánh đến cùng. Lúc này ở giữa sân có 7 người lùn và xích hổ, cộng thêm một thanh niên đang thi triển bí pháp, rõ ràng Thanh Ngưu đang rơi vào thế thua. Thật ra theo Dương Bách Xuyên, từ lúc bắt đầu Thanh Ngưu đã chui đầu vào lưới của đối phương, nếu không đường đường là một yêu thú cấp bậc tôn vương sao sẽ bị áp chế như vậy. Dù thế nào hắn cũng sẽ không để thanh niên này thực hiện được. Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Bách Xuyên tức giận, kiếm đồ long xuất hiện trên tay, bổ xuống một kiếm. Mục tiêu là xích hổ. Con xích hổ này cách hắn gần nhất, nó đang phun ra ngọn lửa cường đại lên trên người Thanh Ngưu. Dương Bách Xuyên thi triển kiếm đồ long, phi người lên, nói kiếm quyết hắc liên, bát hoang quy nhất. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất hắn có thể dùng được trong kiếm quyết hắc liên. Tất cả mọi người trong đại điện đang chăm chú chiến đấu, không ai ngờ được Dương Bách Xuyên xông ra. Hiện tại kiếm đồ long có thể phát huy được 10 phần sức mạnh của kiếm khí huyền hoàng, cộng thêm Dương Bách Xuyên thúc giục chân khí thi triển kiếm quyết hắc liên bát hoang quy nhất, uy lực của một kiếm này không hề nhỏ. Nửa đại điện bị kiếm khí của kiếm đồ long chiếu sáng chói mắt, trong nháy mắt kiếm khí cường đại bao phủ xích hổ. Gào! Cảm nhận được một kiếm sắc bén rực rỡ của Dương Bách Xuyên, xích hổ phản ứng cực nhanh, giận dữ gầm lên, muốn tránh cũng tránh không xong, quay đầu phun ra một ngọn lửa nóng rực về phía Dương Bách Xuyên. Kiếm khí và ngọn lửa va chạm, nhìn qua cả hai đều rất cường đại. Ầm đùng! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại điện. Gào! Lần này xích hổ lại phát ra âm thanh đau đớn. Kiếm khí cường đại phá hủy ngọn lửa của xích hổ, sau đó kiếm khí không hề yếu bớt, lao thẳng lên trên người xích hổ bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ chân trước của xích hổ chảy máu, bị kiếm khí của mình đánh trúng. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn thở dài một hơi, đáng tiếc, nếu lực lượng cường đại một chút, một kiếm này không phải phế bỏ một chân của xích hổ mà là mạng của nó. Nhưng hiện tại hắn chỉ là hợp thể cảnh đại viên mãn. Có thể đánh bị thương một con xích hổ độ kiếp đại viên mãn, chiến kỹ này đã rất tốt rồi. Tên khốn to gan, ngươi là ai? Trình Vĩ Khang giận tím mặt, trong lúc hắn ta đang chăm chú thi triển bí thuật, muốn thu phục con Thanh Ngưu cấp tôn vương này, ai biết nửa đường một tên kỳ đà nhảy ra. Là đệ tử xuất sắc của Thánh Địa Vạn Linh, lần này đến Thái Hoang rèn luyện, Thiên Yêu Hành Cung chính là một trong những nơi trọng điểm. Thánh địa Vạn Linh là thánh địa duy nhất tu ngự đạo trong 9 thánh địa lớn, có thể ngự yêu thú yêu linh vạn vật trong thiên địa, thu phục khống chế yêu thú là thế mạnh. Vừa rồi hắn ta mang theo thất tinh và yêu thú xích hổ đi hàng phục một con rơi yêu cấp tôn vương, nào biết con rơi yêu thể sống chết không chịu, trong cơn tức giận, Trình Vĩ Khang chém chết thu hạch yêu tinh. Sau đó một con long trùng Thanh Ngưu xông vào, Trình Vĩ Khang cực kỳ vui mừng. Hơi thở của con long trùng Thanh Ngưu này mạnh hơn con rơi yêu vừa chết kia rất nhiều, làm Trình Vĩ Khang sinh ra tâm tư thu phục không giết. Có lẽ thực lực tu vi của đệ tử Thánh Địa Vạn Linh không phải mạnh nhất trong 9 thánh địa lớn, nhưng tuyệt đối là thánh địa đứng đầu trong khống chế, thực lực của bản thân cũng được tăng thêm nhờ thu phục yêu thú. Đạo ngự thú nghiên cứu càng sâu, có thể thu phục được sinh linh yêu thú càng cường đại. Lần này đi ra ngoài hắn ta mang theo chí bảo ngự thú của Thánh Địa Vạn Linh Pháp Trượng.
có pháp trượng trong tay, cộng thêm thuật ngự thú của hắn ta, có thêm sự giúp đỡ của thất tinh kiếm nô và xích hổ độ kiếp đại viên mãn, thu phục yêu thú cấp tôn vương không phải chuyện khó. Trình Vĩ Khang không chỉ là đệ tử xuất sắc của Điện Vạn Linh Thánh Địa Vạn Linh, còn là con trai của Thánh Mẫu Thánh Địa Vạn Linh, thực lực và bối cảnh đáng sợ hơn rất nhiều tu sĩ bình thường. Chưa từng có người dám cướp yêu thú với hắn ta, tiểu tử đột nhiên xuất hiện này thực sự to gan lớn mật. Thậm chí còn làm yêu thú cưỡi của hắn ta bị thương, tìm chết. Trình Vĩ Khang ngưng tụ chân khí đánh về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, giơ tay chém một kiếm. Ầm đùng. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Dương Bách Xuyên không bị thương, lại giơ kiếm tấn công bảy người lùn, mặc dù lúc này xích hổ bị hắn đánh thương, nhưng bảy người lùn vẫn đang thao tác kiếm áp chế Thanh Ngưu. Bảy người lùn tạo thành kiếm trận, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được hơi thở trên phi kiếm không giống bình thường, cho dù đánh bay xích hổ vẫn không thể giúp Thanh Ngưu thoát vây. Nếu không phá vỡ kiếm trận của bảy người lùn, trong khoảng thời gian ngắn Thanh Ngưu sẽ không thoát được. Nhưng Dương Bách Xuyên vừa mới ra tay, thanh niên cẩm y đã xuất hiện bên cạnh hắn, nện một quyền xuống đầu hắn. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cực kỳ khiếp sợ. Bùa thuấn di. Hắn đã từng chứng kiến bùa thuấn du, trên người còn hai tấm bùa thuấn di được Lâu Hải Đường tặng, nên cũng không xa lạ với việc thanh niên xuất hiện trước mặt mình. Đối mặt với một quyền của thanh niên, Dương Bách Xuyên không dám coi thường, bởi vì hắn cảm nhận được uy lực một quyền này của thanh niên không hề thua kém uy lực của Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương sau khi áp chế tu vi. Phải biết rằng Phong M Dương và Nguyên Thần Huyễn áp chế tu vi xuống độ kiếp đại viên mãn, hơn nữa trong mắt hắn thanh niên này chỉ là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, nhưng tung ra một quyền không hề thua kém uy lực của Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương, thực sự làm Dương Bách Xuyên thu hồi tâm lý khinh thường. Không trốn được, Dương Bách Xuyên nắm chặt tay phải, đón nhận một quyền của thanh niên. Kim Cương Chí Tôn Ấn. Dương Bách Xuyên dùng đến Kim Cương Chí Tôn Ấn trong thần thông. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, phù văn màu vàng hiện lên trên nắm tay của Dương Bách Xuyên, còn phù văn trên quần áo của thanh niên kia sáng rực lên như sống lại. Nắm tay của hai người va chạm vào nhau. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cánh tay chấn động. Bên tai truyền đến tiếng nứt xương, đau đớn làm hắn không nhịn được hít một hơi sâu. Lực lượng trên cánh tay của thanh niên vượt qua sự tưởng tượng của hắn, Dương Bách Xuyên lùi về sau 8 tháng 9 mét, đến cửa đại điện. Chủ nhân! Dương đại ca, người không sao chứ? Lúc này Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành, Đả Tiên Thạch, Chồn Nhỏ chạy đến. Dương Bách Xuyên thúc giục chân khí lên cánh tay phải. Cú va chạm vừa rồi làm cánh tay phải của hắn bị gãy xương, nhưng đối với nhân loại có được thân thể sinh tử như hắn, vết thương còn con này không là gì. Hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên, Dương Bách Xuyên nói, Yên Chi, các người đi giúp Thanh Ngưu, ta có thể xử lý được chỗ này, cẩn thận kiếm trận của mấy tên người lùn kia. Nói xong bổ sung, Thạch Đầu, người ở lại. Được, người cẩn thận, bên Thanh Ngưu giao cho ta. Trong giọng nói của Lục Yên Chi mang theo sự tự tin, sau khi ách nạn độc thể đại thành, ngoại trừ thi triển với Nguyên Thần Huyễn, nàng còn chưa chân chính xác minh ách nạn độc thể độc đến mức nào, đúng lúc thử. Nói xong chạy về phía bảy người lùn với Thú Ngũ Hành. Gào. Lúc này con xích hổ bị một kiếm của Dương Bách Xuyên phế bỏ một chân nhào đến, có vẻ một chân trước bị phế bỏ không ảnh hưởng lớn đến nó. Thạch Đầu. Dương Bách Xuyên lạnh lùng gọi Đả Tiên Thạch. Chủ nhân, ánh sáng xanh của Đả Tiên Thạch lập lòe, bay vào lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên. Thuộc tính thiên phú của Đả Tiên Thạch là đập người, đặc biệt sau khi bị người ném ra, tốc độ và lực lượng sẽ tăng gấp bội. Sau khi Dương Bách Xuyên ném Đả Tiên Thạch ra ngoài, chưa đến một phút, ánh sáng xanh lóe lên trên đầu của xích hổ. Gào, xích hổ phát ra âm thanh thảm thiết, máu trên đầu chảy ra. Bị Đả Tiên Thạch đánh bay ra ngoài. Lúc này, Trình Vĩ Khang đứng cách Dương Bách Xuyên không xa, nhìn thấy vậy, trong lòng quay cuồng. Trình Vĩ Khang ngay từ đầu đã không hề đặt Dương Bách Xuyên vào mắt, bởi vì trong mắt Trình Vĩ Khang, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ tu vi hợp thể cảnh đại viên mãn. Hắn ta với đệ tử thánh địa độ kiếp hậu kỳ này chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nói Dương Bách Xuyên là con kiến hôi cũng không quá đáng. Không nói đến cái khác. Chỉ so về tu vi,
cảnh giới hai bên đã chênh lệch cả một đại cảnh giới, Dương Bách Xuyên chống lại Trình Vĩ Khang hắn cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Lùi một vạn bước thì cho dù tu vi của Dương Bách Xuyên tương đương với Trình Vĩ Khang hắn thì sao chứ? Cả tu chân giới có bao nhiêu người có thể sánh vai với những đệ tử thánh địa tinh anh như bọn họ? Người có thể so sánh với Trình Vĩ Khang hắn chỉ có thiên tài tinh anh của tám đại thánh địa khác mà thôi. Mỗi một đệ tử thánh địa tinh anh đều là nhân vật vượt trên những tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp. Điểm này được toàn bộ tu chân giới công nhận. Đây cũng là sự thật, bởi vì thánh địa là một con quái vật khổng lồ, có được toàn bộ tu chân giới toàn diện tài nguyên tu luyện phong phú nhất, thánh địa tinh anh ở phương diện tu luyện càng phong phú hơn nữa, bất kể là tu luyện công pháp hay tu luyện thần thông chiến kỹ, tài nguyên, đều là nhất trong nhất. Tất cả đều được bồi dưỡng từ nhỏ, từng bước tiến vào hàng lớp tinh anh kiệt xuất, có thể lập tức giết chết tu sĩ cùng cảnh giới cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà giờ phút này làm cho đáy lòng Trình Vĩ Khang chấn động chính là Dương Bách Xuyên rõ ràng chỉ là hợp thể cảnh đại viên mãn mà thôi, vậy mà có thể cùng hắn mạnh mẽ cứng đối cứng mới rơi vào thế hạ phong. Đây là lần đầu tiên đám người Trình Vĩ Khang là đụng phải kiểu tu sĩ như vậy, quả thực làm cho Trình Vĩ Khang vô cùng rung động. Đương nhiên, điều làm cho Trình Vĩ Khang chấn động không chỉ vì Dương Bách Xuyên dựa vào hợp thể cảnh có thể đối đầu trực diện với độ kiếp hậu kỳ như hắn ta. Mà là thủ đoạn Dương Bách Xuyên bày ra. Đến từ ba khía cạnh trong cách đòn ra tay của Dương Bách Xuyên. Thứ nhất, tuy Dương Bách Xuyên là hợp thể cảnh đại viên mãn nhưng dám cứng rắn va chạm với hắn ta. Thứ hai, trong lúc hai bên đối đầu, Dương Bách Xuyên đã sử dụng một loại bùa chú có ký hiệu rất quen mắt. Trong đầu hắn ra suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ ra loại bùa mà tiểu tử trước mắt này thi triển là loại có ấn ký giống với nhất mạch tương thừa phù ấn ký Trường Sinh Thần Điện. Nói cách khác nó là một loại thần thông chiến kỹ. Tuy rằng tiểu tử này thi triển không phải thần thông chiến kỹ của Điện Trường Sinh, nhưng so với thần thông chiến kỹ của Điện Trường Sinh nhất mạch tương thừa, điểm này Trình Vĩ Khang biết hắn ta sẽ không nhìn lầm. Cửu đại thánh địa ở tu chân giới có Trường Sinh Thần Điện gọi tắt là Điện Trường Sinh, luận sức chiến đấu chắc chắn nằm top 3, cả tu chân giới cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc người của Điện Trường Sinh. Cũng bởi Điện Trường Sinh có thần thông Trường Sinh Chí Tôn có sức chiến đấu vô cùng cường đại. Mà Trình Vĩ Khang không nghĩ tới tên tiểu tử trước mặt vậy mà thi triển ra thần thông chiến kỹ tương tự như Điện Trường Sinh, tuy rằng nhìn người thi triển không phải là tu sĩ Điện Trường Sinh, cũng không phải thần thông Trường Sinh Chí Tôn nhưng chắc chắn có quan hệ với Điện Trường Sinh. Thứ ba là Trình Vĩ Khang thấy Dương Bách Xuyên chỉ dùng một tảng đá đã có thể đánh bay linh thú cưỡi xích hổ của hắn ta, phải biết xích hổ là độ kiếp đại viên mãn. Cho dù hắn ta muốn chế phục xích hổ cũng phải dùng một ít thủ đoạn, thế nhưng tên tiểu tử này tùy tiện dùng một tảng đá đã ném xích hổ ra ngoài, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn có nữ tử và yêu thú đang chiến đấu với thất tinh kiếm nô, ở trong mắt Trình Vĩ Khang bọn họ không phải là nhân vật không tầm thường, nhưng có vẻ bọn họ đều nghe theo sự sắp xếp của tên tiểu tử trước mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này là quái nhân đóng băng ở Điện Trường Sinh? Giờ phút này trong lòng Trình Vĩ Khang có hơi không chắc chắn, hắn ta là đệ tử tinh anh của Thánh Địa Vạn Linh, mẫu thân của hắn ta lại là Vạn Linh Thánh Mẫu, hắn ta biết được nhiều bí mật hơn so với người thường. Trình Vĩ Khang biết trong cửu đại thánh địa, xuất hiện những hạng người tinh anh kiệt xuất, còn có một ít quái nhân tồn tại trong đại thánh địa huyết trì. Những quái vật đóng băng, nhìn qua có lẽ cảnh giới tu vi không cao, nhưng khi phát huy thực lực, đều là thủ đoạn quái vật. Cả một đám là quái nhân vô cùng khủng bố. Nghe đồn quái nhân đóng băng ở Đại Thánh Địa ít nhất đều là người sống từ nửa vạn năm tức 5.000 năm trước. Tu vi những quái nhân này trước khi bị đóng băng đều là tu vi cảnh giới tu chân giới đỉnh phong, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ lại không phi thăng. Những người này sau khi bị đóng băng chẳng khác nào bắt đầu lại một vòng tu luyện mới, tương tự như Niết Bàn, nhưng so cùng Niết Bàn trọng sinh lại có điểm bất đồng. Có khi Niết Bàn là bởi vì các loại tình huống ép buộc bất đắc dĩ, chẳng khác nào làm mới lại từ trong ra ngoài. Thế nhưng quái nhân bóng băng là Niết Bàn trùng tu, đợi đến sau một khoảng thời gian nhất định sẽ tỉnh lại hoặc là thức tỉnh, tu luyện lại một lần nữa, bọn họ bắt đầu tu luyện cảnh giới từ con số 0, chẳng khác nào thể ngộ tu luyện đại đạo thêm một lần, lĩnh ngộ sức mạnh to lớn của đại đạo, vậy nên bọn họ so với tu sĩ tu chân bình thường có bản chất khác nhau. Mà những quái nhân này cho dù tu luyện một lần nữa cũng là có thể vận dụng lực lượng trước khi đóng băng,
tương đương với lực lượng hơn 5.000 năm trước được kế thừa từ đầu đến cuối. Mỗi một quái nhân đóng băng có thể coi là tồn tại vô cùng xuất chúng, bọn họ lại xuất thế trùng tu, sẽ là trở thành tồn tại vô cùng hung mãnh đáng sợ. Có lẽ có đôi khi một kim đan nho nhỏ, hoặc là tiểu tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, có thể một chiêu giết chết tu sĩ cao hơn mấy đại cảnh giới, đám người này thường thường chính là quái nhân đóng băng. Đương nhiên tuyết tàng Niết Bàn không phải là không có nguy hiểm, một khi tuyết tàng sẽ đóng băng ít nhất là nửa vạn năm, nếu như ở thời gian cụ thể không tỉnh lại, vậy vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại, nói cách khác chính là tử vong vĩnh viễn. Cho nên mới nói quái nhân tuyết tàng đều là quái thai, nhẫn tâm với chính mình, còn phải dùng sức rất lớn mới có thể đóng băng, còn cần thủ đoạn bí pháp đặc biệt để chống đỡ. Cửu đại thánh địa đều có quái nhân tuyết tàng, chẳng qua rất ít mà thôi. Càng là thánh địa có lịch sử lâu đời số lượng quái nhân tuyết tàng sẽ tương đối nhiều hơn một chút, nhưng con số này cũng chỉ là số ít. Ví dụ như thánh địa vạn linh của bọn họ, Trình Vĩ Khang nghe mẫu thân hắn ta là vạn linh thánh mẫu nói qua, rằng ở đây có 3 quái nhân tuyết tàng. Trong cửu đại thánh địa có lẽ chỉ có quái nhân của Điện Trường Sinh là ít nhất, bởi vì Điện Trường Sinh có lịch sử quật khởi không dài, cũng chỉ mới hơn vạn năm mà thôi, nhưng Điện Trường Sinh lại có sức chiến đấu mạnh nhất. Cũng bởi ở đây có chiến kỹ chí tôn. Thời gian hơn vạn năm Điện Trường Sinh nhiều nhất có 2 lần có đệ tử tuyết tàng, nhưng có thể thành công lại càng ít. Hôm nay Dương Bách Xuyên xuất hiện, làm cho Trình Vĩ Khang đột nhiên nghĩ đến, Dương Bách Xuyên có thể là quái nhân tuyết tàng thức tỉnh của Điện Trường Sinh hay không? Nếu không hắn ta làm sao có thể dùng hợp thể cảnh đến đối nghịch với độ kiếp hậu kỳ? Linh thú hệ đá hiếm thấy bên người cũng không tầm thường. Cũng chỉ có quái nhân tuyết tàng mới có thể có thực lực và tích lũy như thế, mới có linh thú yêu thú thiên phú dị bẩm đi theo. Chính bởi vì Trình Vĩ Khang nghĩ đến những điều này, cho nên mới hắn không vội vàng động thủ, bởi trong lòng hắn không xác định được nội tình của Dương Bách Xuyên là như thế nào. Vậy nên hắn ta không dám tùy tiện hành động. Giờ phút này Trình Vĩ Khang nhìn Dương Bách Xuyên, mà ánh mắt Dương Bách Xuyên cũng nhìn chằm chằm Trình Vĩ Khang, hai người ai cũng không nhúc nhích. Nếu Dương Bách Xuyên biết trong lòng Trình Vĩ Khang nghĩ hắn thành đệ tử tuyết tàng của Điện Trường Sinh mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, phỏng chừng hắn sẽ cất tiếng cười to. Bên kia cũng đã nóng lên, độc công độc thể ách nan của Lục Yên Đại Thành tỏa sáng rực rỡ khắp đại điện. 7 người lùn tuy rằng mỗi người đều là cao thủ, lại là thất tinh kiếm nô của Trình Vĩ Khang, bọn họ điều khiển kiếm trận thất tinh biến hóa linh hoạt, uy lực vô cùng. 7 người bọn họ vốn là 7 huynh đệ đồng bào nhất nái, dưới cơ duyên xảo hợp bị vạn linh thánh mẫu thu phục, từ nhỏ đã đặt ở bên cạnh con trai Trình Vĩ Khang trở thành thất tinh kiếm nô, tu sửa kiếm trận thất tinh chính là cổ kiếm trận, không thể khinh thường. Ngay từ đầu, 7 người lùn đã chẳng thèm bận tâm đến công kích của Lục Yên Chi và thú ngũ hành, bởi vì trong mắt bọn họ bất kể là thú ngũ hành hay là Lục Yên Chi đều chỉ có thực lực độ kiếp sơ kỳ và độ kiếp trung kỳ. Mà tu vi của 7 huynh đệ bọn họ đều là độ kiếp hậu kỳ, dưới kiếm trận thất tinh tâm ý tương thông, dù đối mặt với tu sĩ đại thừa cũng không cần tung hết sức lực, huống chi là Lục Yên Chi và thú ngũ hành. Cho nên 7 người lùn cũng chính là thất tinh kiếm nô của Trình Vĩ Khang đã phạm sai lầm, bọn họ không ngờ Lục Yên Chi vậy mà là độc tu, thậm chí còn là độc thể ách nan trời sinh, bây giờ còn là độc tu độc thể ách nan đại thành. Sau khi giao thủ, thú ngũ hành yểm hộ Lục Yên Chi. Lục Yên Chi trực tiếp dùng độc, hai tay sinh ra từng đóa liên hoa 7 màu, trông rất đẹp mắt, nhưng những đóa liên hoa rực rỡ đó là kịch độc ách nan. Lục Yên Chi nổi lên một trận mưa sen xuống 7 người lùn, đợi đến khi 7 người lùn phản ứng ra sức chống cự thì hoa cũng đã tàn hơn một nửa. Lại nói cho dù là 7 người bọn họ ngay từ đầu đề phòng cũng khó có thể chống lại độc liên hoa ách nan của Lục Yên Chi, bởi vì độc ách nan có thể xâm nhập ở khắp mọi nơi, bên ngoài xâm nhập thân thể. Bên trong xâm nhập nguyên thần, trong ý niệm ăn mòn vạn vật. Sau khi liên hoa nở rộ, Lục Yên Chi dẫn động ách nan độc công, một giây sau đó 7 người lùn lập tức kêu la thảm thiết. A, ta không nhìn thấy. Cánh tay ta đang bị thối rữa. Nguyên thần ta đang tan rã. Phi kiếm của ta mất liên lạc với nguyên thần rồi. Tử phủ của ta bị phá rồi. Kinh mạch của ta bị hủy rồi. 7 người lùn ai nấy đều hoảng sợ kêu lên. Chủ nhân đi mau, yêu nữ này là độc tu, tiên thiên độc tu đại thành, đi mau. Cuối cùng thất tinh kiếm nô thất khiếu chảy máu hét lớn với Trình Vĩ Khang.
Ngay lập tức cơ thể Trình Vĩ Khang bắt đầu run lên, không phải vì hắn ta sợ hãi, mà hắn ta đang mất bình tĩnh bởi phải trơ mắt nhìn Thất Tinh Kiếm Nô đi theo hắn ta từng người đang lần lượt bị phế bỏ. Hắn ta là con của Vạn Linh Thánh Mẫu, tuy suy đoán Dương Bách Xuyên có thể là quái nhân Tuyết Tàng, nhưng hắn ta chẳng sợ đến mức phát run. Toàn thân Trình Vĩ Khang run lên là bởi vì tức giận công tâm, nội tâm hắn ta chấn động, giữa hắn ta và Thất Tinh Kiếm Nô trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực chất hắn ta coi bọn họ như người thân, hiện giờ trơ mắt nhìn Thất Tinh Kiếm Nô bị độc chết, Trình Vĩ Khang quả thực khó có thể bình phục tâm tình. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trình Vĩ Khang cắn răng nhìn Dương Bách Xuyên hỏi lại lần nữa. Chỉ cần Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân Tuyết Tàng bất tử, thì hôm nay hắn ta lập tức dốc hết lực chém chết Dương Bách Xuyên, báo thù cho Thất Tinh Kiếm Nô. Cho tới bây giờ Trình Vĩ Khang vẫn không thể xác định được thân phận của Dương Bách Xuyên, cũng chính bởi vậy nên hắn ta không dám vọng động, chỉ có thể nén giận thăm dò. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, sao thế? Bây giờ ngươi đang sợ à? Sợ sao? Nực cười. Ta là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu Thánh Địa Vạn Linh Trình Vĩ Khang, đệ tử Điện Vạn Linh há có thể sợ ngươi, ngươi là ai? Dám giết chết Thất Tinh Kiếm Nô của ta, tên tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ xuống chịu chết, Trình Mỗ cho ngươi một cái chết toàn thây. Giờ phút này Trình Vĩ Khang không chút do dự làm sáng tỏ thân phận của mình. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, nhưng hắn cũng không quá mức kinh ngạc bởi vì hắn đã sớm đoán được người trước mặt tự xưng là Trình Vĩ Khang này là đệ tử thánh địa tu chân giới nào đó, bởi vì lúc trước Thanh Ngưu đã nói qua, Thiên Yêu Hành Cung cứ cách 1000 năm sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra sẽ có đệ tử từ cửu đại thánh địa tu chân giới đến đây mạo hiểm. Hơn nữa thủ đoạn của Trình Vĩ Khang cường đại, lại thêm Thất Tinh Kiếm Nô, Xích Hổ bên cạnh đều bất phàm người thường khó có thể có được, cũng chỉ có người của thánh địa mới có thể có vốn liếng như vậy. Thế nên khi biết Trình Vĩ Khang là đệ tử thánh địa, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Lúc này nghe Trình Vĩ Khang nói chuyện, xem như xác nhận rõ ràng thân phận của hắn, thân phận người này làm cho Dương Bách Xuyên có hơi kiêng kỵ, hắn từng nghe Lục Yên Chi nói qua về cửu đại thánh địa của tu chân giới. Trong đó thánh địa Vạn Linh là thánh địa duy nhất ngự thú, ngự vạn vật, luận thực lực, thủ đoạn đều không thể khinh thường. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Trình Vĩ Khang dám động thủ với yêu thú cấp bậc tôn vương như Thanh Ngưu. Người của Thánh Địa Vạn Linh có rất nhiều đủ thủ đoạn khống chế cũng như đối phó với yêu thú. Trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, thế nhưng Dương Bách Xuyên cũng chỉ là kinh ngạc một phen, hiện giờ hắn cũng được coi như là người có chút thực lực. Đương nhiên thực lực này cũng bao gồm Lục Yên Chi, thú ngũ hành, đá đả tiên và chồn nhỏ trong đó. Nhưng nơi này là Thái Hoang ngăn cách khí tức bên ngoài, hắn cũng chẳng sợ đắc tội với người thánh địa. Hơn nữa là do Trình Vĩ Khang xuống tay với Thanh Ngưu trước, Thanh Ngưu bây giờ là tiểu đệ của Dương Bách Xuyên hắn, Trình Vĩ Khang ra tay với Thanh Ngưu chính là trêu chọc Dương Bách Xuyên hắn, hắn cũng chỉ là phản kích cứu Thanh Ngưu, về tình về lý hắn không thẹn. Nghĩ vậy Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, thẳng thắn nói, người thánh địa thì ghê gớm lắm hả? Có thể tùy ý săn giết linh thú của người khác. Dương Bách Xuyên ta ngược lại mở mang tầm mắt, hôm nay ngươi không cho ta một công đạo, cho dù ngươi là người thánh địa, tiểu gia ta cũng chiếu giết không tha. Ngươi là Dương Bách Xuyên. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, mặt mày Trình Vĩ Khang trở nên cổ quái, hắn ta có ấn tượng rất sâu với cái tên Dương Bách Xuyên này. Trước khi tiến vào Thái Hoang Tinh Hải, mẫu thần Vạn Linh Thánh Mẫu trịnh trọng dặn dò hắn ta rằng có người tên là Dương Bách Xuyên. Lúc tiếp nhận thử thách bia khảo nghiệm đã làm vỡ tan bia khảo nghiệm của Ngân Hà Tinh Cương, cho nên Vạn Linh Thánh Mẫu suy đoán thiên tư của Dương Bách Xuyên có thể so với cổ thánh chủ, do đó hắn ta nhất định phải mượn sức Dương Bách Xuyên để tiến vào thánh địa Vạn Linh. Thậm chí 8 đại thánh địa khác cũng xuất hiện tin tức tương tự, tình thế giờ đây chẳng khác nào là cửu đại thánh địa đều muốn mượn sức Dương Bách Xuyên để tiến vào thánh địa của mình. Mà lúc nãy Trình Vĩ Khang lại thấy Dương Bách Xuyên thi triển thần thông chiến kỹ có dấu vết của Điện Trường Sinh, trong lòng hắn suy đoán Dương Bách Xuyên chính là đệ tử Tuyết Tàng của Điện Trường Sinh. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của hắn ta, đến cuối cùng có đúng hay không còn phải chờ kiểm chứng nữa. Nhưng khi nghe tên Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang có thể chắc chắn rằng Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân Tuyết Tàng. Bởi vì dựa vào tin tức trên bia khảo nghiệm thì đó là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên xuất hiện ở Thái Hoang tiếp nhận thử thách bia khảo nghiệm, nếu hắn thực sự là đệ tử Tuyết Tàng thì trên bia khảo nghiệm chắc chắn sẽ có ghi chép.
Còn nữa, nếu Dương Bách Xuyên thật sự là đệ tử Tuyết Tàng, thì lúc này hắn sớm đã động thủ chém giết chính mình không chút do dự. Quái nhân Tuyết Tàng là một đám người vô cùng cường đại, bọn họ sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Thế nhưng từ ánh mắt của Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang nhận ra một tia cố kỵ, tuy rằng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, nhưng Trình Vĩ Khang lại thấy rất rõ ràng. Nếu thật sự là quái nhân Tuyết Tàng, ánh mắt Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ không có chút e dè, kiêng kỵ gì. Mà tin tức trên bia khảo nghiệm chắc chắn là đúng, đây là lần đầu Dương Bách Xuyên đến Thái Hoang, cũng là lần đầu tiên tiếp nhận khảo nghiệm thiên tư. Vấn đề mấu chốt bây giờ là Trình Vĩ Khang có muốn đi lôi kéo hòng mượn sức Dương Bách Xuyên để tiến vào Thánh Địa Vạn Linh hay không? Tâm tư Trình Vĩ Khang xoay chuyển, trong ánh mắt hắn nổi lên sát ý, đưa ra quyết định. Hắn ta quyết định không lôi kéo Dương Bách Xuyên, mà là triệt để tiêu diệt Dương Bách Xuyên. Bởi vì thứ nhất, song phương đã kết thù. Người của Dương Bách Xuyên chém giết Thất Tinh Kiếm Nô của Trình Vĩ Khang, điều này hắn ta không thể tha thứ, lại nhìn dáng vẻ của Dương Bách Xuyên chắn chắn sẽ không hòa giải với mình. Thứ hai, Dương Bách Xuyên thi triển thần thông chiến kỹ liên quan tới Điện Trường Sinh, cho dù Dương Bách Xuyên không phải là đệ tử Trường Sinh Điện đi nữa thì hắn nhất định cũng có quan hệ với Điện Trường Sinh. Còn nữa, Cửu Đại Thánh Địa đang muốn tranh đoạt Dương Bách Xuyên là người có thiên tư có thể so với cổ thánh chủ, vậy người của Trường Sinh Điện sẽ chiếm ưu thế hơn. Cho dù không có Điện Trường Sinh thì Trình Vĩ Khang hắn và Dương Bách Xuyên cũng đã kết thù rồi, thế nên bọn họ chắc chắn không thể lôi kéo Dương Bách Xuyên gia nhập Thánh Địa Vạn Linh. Sau khi phân tích những yếu tố này, Trình Vĩ Khang biết giữa mình và Dương Bách Xuyên chỉ có thể làm kẻ địch. Hơn nữa, Trình Vĩ Khang không cách nào tiếp nhận cái chết của Thất Tinh Kiếm Nô. Mặt khác, giờ phút này Trình Vĩ Khang đã xác định Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân Tuyết Tàng, trong lòng hắn cực kỳ tự tin. Chỉ cần Dương Bách Xuyên không phải là quái nhân Tuyết Tàng, dù cho hắn là người có thiên tư có thể so với cổ thánh chủ, vậy thì sao chứ, ở trong tay Trình Vĩ Khang hắn, cũng không tính là một đĩa thức ăn. Có thể so với cổ thánh chủ chỉ là thiên tư chứ không phải thực lực. Hôm nay hắn ta kết oán với Dương Bách Xuyên, Trình Vĩ Khang cảm thấy phải triệt để chém chết Dương Bách Xuyên, nếu không để hắn chạy trốn. Dựa vào thiên tư có thể so với cổ thánh chủ của Dương Bách Xuyên ngày sau chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp lớn nhất đối với Trình Vĩ Khang hắn. Lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ là đem mầm họa này bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Trình Vĩ Khang nở nụ cười. Chấm chấm chấm. Mà Dương Bách Xuyên cũng là không biết lúc hắn tiếp nhận thử thách của bia điểm khảo nghiệm, chuyện hắn thuận tay phá vỡ bia khảo nghiên đã khiến cho người của Cửu Đại Thánh Địa chú ý. Hiện tại hắn như cái bánh thơm bị người của Cửu Đại Thánh Địa nhắm đến, bọn họ đều đang tìm hắn. Hắn hoàn toàn không hay biết những chuyện này. Hắn cũng không biết Trình Vĩ Khang trước mặt đã biết hết thảy, hơn nữa còn quyết định giết chết hắn. Nghe được Trình Vĩ Khang hỏi ngược lại tên mình, Dương Bách Xuyên có hơi kinh ngạc, xem ra Trình Vĩ Khang dường như biết hắn. Nhưng hắn chưa từng gặp qua người này, hắn ngây người trong chút chốc lát. Đáp đứng không đổi tên ngồi hay không đổi họ lão tử chính là Dương Bách Xuyên, như thế nào? Muốn dùng tên tuổi của Thánh Địa để đè bẹp ta ư? Dương Bách Xuyên nghĩ Trình Vĩ Khang là tu nhị đại chính tông, hẳn là hắn muốn lấy thế áp người. Trong lòng cười lạnh, người tìm nhầm người để thị uy rồi. Nào biết kế tiếp chỉ nghe Trình Vĩ Khang cười nói, đúng là tốt rồi, nếu ngươi là Dương Bách Xuyên. Như vậy, càng phải chết. Sau khi dứt lời, Trình Vĩ Khang đột nhiên động thủ, trận pháp vạn linh trong tay hắn ta phát sáng, tiếng leng keng khe khẽ bắt đầu vang lên. Sau khi 9 cái chuông trên trận pháp vạn linh vang lên, một vầng sáng xanh biếc bộc phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Mà mặt mày Dương Bách Xuyên đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện sau khi tiếng chuông trên pháp trượng trong tay Trình Vĩ Khang vang lên bộc phát ra ánh sáng xanh thẫm, thì hắn mất đi cảm giác, hoàn toàn không còn nghe thấy. Không nhìn thấy gì, trong tai chỉ có tiếng chuông leng keng vang lên, ý thức trong khoảnh khắc cũng rơi vào mơ hồ. Biến cố này làm cho hắn chấn động, lúc này mới phát hiện là hắn khinh thường Trình Vĩ Khang, không hổ là đệ tử Thánh Địa. Giờ phút này nội tâm Dương Bách Xuyên chấn động, nhưng hắn mạnh mẽ đè xuống phiền não bất an trong lòng, lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối, tâm tư xoay chuyển thúc giục hai ngôi sao Thái Âm Thái Dương trong lưỡng nghi tử phủ chuyển động. Chuông Đông Hoàng lập tức xuất hiện quanh người Dương Bách Xuyên, hình thành trạng thái hư ảnh, phát ra một tiếng chuông tang thương. Keng!
Ngay khi tiếng chuông vang lên, thuật pháp của Trình Vĩ Khang bị phá bỏ, giác quan của Dương Bách Xuyên được khôi phục trở lại, hắn đã nghe được, cũng nhìn thấy được. Nhưng ngay lúc này một kích từ pháp trượng của Trình Vĩ Khang chỉ cách độ một thước nữa là rơi xuống đỉnh đầu hắn, mắt thấy một kích này sắp thành công, Dương Bách Xuyên không kịp làm ra phản kích gì, chỉ kịp nghiêng đầu tránh sang phải. Binh! Hít! Một kích từ pháp trượng rắn chắc đập xuống vai Dương Bách Xuyên, làm cho Dương Bách Xuyên hít vào khí lạnh. Toàn bộ bả vai đều phát ra tiếng răng rắc, hắn bị một kích của Trình Vĩ Khang đánh nát vai trái. Dương Bách Xuyên biết mình đã coi thường Trình Vĩ Khang rồi, thực lực và thủ đoạn của tên này không hổ là đời thứ hai của Thánh Địa. Vai của hắn đã bị Trình Vĩ Khang đập nát, cả người lập tức ngã xuống đất. Pháp khí của Trình Vĩ Khang hơi lạ, tiếng chuông ẩn chứa sức mạnh mê hoặc nguyên thần tâm trí. May mà chuông Đông Hoàng phát huy tác dụng, không thì một kích này không phải đập nát vai hắn mà sẽ đập nát đầu hắn. Chỉ trong nháy mắt, trán Dương Bách Xuyên đã túa mồ hôi lạnh. Lúc này Trình Vĩ Khang vô cùng kinh ngạc khi chiếc chuông lớn cổ xưa hiện ra trên người Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên đã bị thương, hắn ta không có ý định dừng tay, đột nhiên vung pháp trượng vạn linh trong tay lên rồi nện xuống Dương Bách Xuyên một lần nữa. Còn đánh hả, ngươi tưởng ta dễ bắt nạt chắc, Dương Bách Xuyên nổi giận. Trong mệnh tinh thái M của hắn hóe lên tia sáng màu đen, cánh cửa U Đô xuất hiện, trong ánh sáng đen nở rộ. Cánh cửa U Đô do phù văn huyền ảo tạo thành lập tức hấp thụ hết ánh sáng màu xanh thẫm trên pháp trượng của Trình Vĩ Khang. Chấm. Thấy Trình Vĩ Khang lại giáng thêm một kích, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, trở tay thôi động kiếm đồ long. Toàn bộ kiếm khí huyền hoàng phóng ra, cộng thêm chân khí hùng hậu trực tiếp đón đỡ pháp trượng của Trình Vĩ Khang. Ầm. Trong tiếng nổ lớn, hai người một kiếm một trượng va đụng, sóng năng lượng cường đại tỏa ra xung quanh. Sau một kích này, Dương Bách Xuyên rên lên, còn hộc máu. Trình Vĩ Khang thì lùi về sau 5-6 bước mới dừng lại. Hai người đụng độ lần nữa, thoạt nhìn Dương Bách Xuyên rơi vào thế yếu, nhưng đã khá hơn lần trước. Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành chạy tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Dương đại ca sao rồi? Lục Yên Chi đỡ Dương Bách Xuyên dậy, thấy vai trái của hắn đầm đìa máu, hai mắt nàng ta lập tức đỏ hoe. Ta không sao, mọi người cẩn thận pháp trượng của tên kia nhé, kỳ lạ lắm. Dương Bách Xuyên đứng dậy, vừa nhìn chằm chằm Trình Vĩ Khang vừa dặn dò Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Gừ. Lúc này tiếng thét dài của Thanh Ngưu vang lên bên tai, Dương Bách Xuyên bất giác nhìn sang thì thấy nó đã được Lục Yên Chi giải thoát, đang lao thẳng về phía con xích hổ của Trình Vĩ Khang. Trước đó xích hổ bị Dương Bách Xuyên chém nứt một chân trước, sau đó lại bị đá đả tiên đập vỡ đầu. Thế nhưng nó vẫn không bị ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là hổ yêu độ kiếp đại viên mãn, yêu tộc vốn có nhục thể cường đại, cho dù què chân vỡ đầu thì vẫn có sức chiến đấu mạnh. Xích hổ bị đá đả tiên đuổi đánh, con trồn cũng theo sau đá đả tiên đánh hôi, hai đứa nó bám giết xích hổ. Sau khi Lục Yên Chi độc chết 7 người lùn, Thanh Ngưu thoát khỏi vây khốn, lập tức xông về phía xích hổ. Bởi vì khi Thanh Ngưu xông tới đại điện đã ngửi thấy kẻ thù cũ, mà nói đúng ra là đồng bọn nhiều năm của mình Dơ Yêu đã bị con xích hổ này giết chết. Nói chính xác hơn, xích hổ là hung thủ thứ nhất. Cho nên Thanh Ngưu muốn báo thù cho Dơ Yêu. Từ Dương Bách Xuyên có thể nhận ra nỗi bi phẫn trong tiếng gầm của Thanh Ngưu, ít nhiều gì hắn cũng thấu hiểu sự bi thương của nó. Dựa theo lời giới thiệu mơ hồ lúc trước của Thanh Ngưu về Dơ Yêu, thật ra Dương Bách Xuyên nhận ra Thanh Ngưu và Dơ Yêu là đối thủ đánh nhau đánh ra tình cảm, bây giờ chớp mắt Dơ Yêu đã bị Trình Vĩ Khang dẫn người dẫn thú đến giết chết. Có thể tưởng tượng được Thanh Ngưu tức giận cỡ nào. Hiện tại Thanh Ngưu đã thoát khỏi vây khốn, xích hổ là kẻ xui xẻo thứ nhất. Thật ra Dương Bách Xuyên cho rằng Thanh Ngưu bị vây khốn, nguyên nhân lớn nhất hẳn là nó giận quá mất khôn nên không phòng bị. Nếu không... Đường đường là một yêu thú cấp bậc tôn vương sao có thể dễ dàng bị vây khốn như vậy. Lúc này Thanh Ngưu đã thoát khỏi vây khốn, có thể nói nó bùng nổ rồi. Khi Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, toàn thân Thanh Ngưu phát ra ánh sáng, nó lao thẳng tới cắn cổ xích hổ. Phát cắn này đã cắn vỡ phòng ngự quanh người xích hổ. Thanh Ngưu đang hừng hực lửa giận hoàn toàn ngó lơ ngọn lửa đỏ rực trên người xích hổ. Rắc, tiếng gãy xương vang lên. Dương Bách Xuyên cách rất xa vẫn nghe thấy.
tất nhiên là Thanh Ngưu cắn đứt cổ xích hổ. Sau đó, đá đả tiên bay lên rồi nện thật mạnh xuống đầu xích hổ. Growl. Xích hổ kêu to. Ánh sáng vàng lóe lên, con trồn cũng không buông tha. Thân hình chợt lóe, đâm sầm vào cái đầu bự của xích hổ. Một giây sau, khi con trồn xuất hiện lần nữa, trên móng vuốt đã ôm một viên yêu tinh hạch đỏ thẫm tỏa ra yêu khí khổng lồ. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu, đá đả tiên và con trồn nối tiếp nhau ra mặt, trái tim bất giác run lên. Ba đứa này phối hợp với nhau, thật là đáng sợ. Tuy Thanh Ngưu chiếm chủ lực tuyệt đối, chấn áp xích hổ. Nhưng đá đả tiên rất mưu mô, nhân lúc đối phương suy yếu mà đoạt mạng đối phương, cú nện vào đầu xích hổ là chí mạng nhất. Tính cách tham tiền của con trồn càng được thể hiện rõ. Nó chui thẳng vào đầu xích hổ moi yêu tinh thạch, kết liễu tính mạng của đối phương. Phải nói là ba đứa nó phối hợp vô cùng chặt chẽ. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, nụ cười nở trên môi. Tiếp đó, hắn nhìn Trình Vĩ Khang phía đối diện, lúc này trong mắt Dương Bách Xuyên, sắc mặt Trình Vĩ Khang thoát xanh thoát tím, vô cùng khó coi. Hiện tại hắn ta không có hành động gì nữa, chắc hẳn là e ngại độc của Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói với Trình Vĩ Khang, chà, hình như ngươi trở thành tướng không binh rồi, ha ha. Trong tiếng cười to có ý mỉa mai, xương vai trái của hắn đã bị Trình Vĩ Khang đập nát, cho dù hắn không ngừng thôi động sức mạnh nhục thể cảnh giới sinh tử để chữa trị, hiệu quả vẫn rất chậm. Lúc này, Thanh Ngưu, đá đả tiên và con trồn đều đã tập hợp bên cạnh Dương Bách Xuyên, tên họ Dương nào đó tràn đầy tự tin. Người của Thánh Địa thì sao nào? Tiểu đệ của lão tử đã giết sạch tiểu đệ của ngươi, bây giờ nhìn coi anh mạnh hơn. Mối thủ bị đập nát vai, tên họ Dương nào đó không rộng lượng bỏ qua đâu. Hắn híp mắt nhìn Trình Vĩ Khang chằm chằm, rất sợ đối phương chạy trốn. Trong trận chiến vừa rồi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy quyết tâm giết mình không hề che giấu trong mắt Trình Vĩ Khang, cho nên hắn biết là không thể giữ lại tên này. Cho dù Trình Vĩ Khang là người của Thánh Địa Vạn Linh, thậm chí là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, thì hắn cũng phải giết chết đối phương. Nếu hôm nay để cho Trình Vĩ Khang trốn thoát, Dương Bách Xuyên biết sau này mình đừng hòng lăn lộn ở tu chân giới. Chín thánh địa lớn ở tu chân giới đều là thế lực siêu nhiên, với thực lực tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, hắn không chọc nổi, cũng không có thế lực để mà đối kháng với thánh địa. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là làm cho Trình Vĩ Khang ở lại Thái Hoang mãi mãi. Còn Trình Vĩ Khang, dường như cảnh giới của hắn ta thật sự không ổn, mà hắn ta cũng nhìn thấy sát ý không hề che giấu trong mắt Dương Bách Xuyên. Hai người đều muốn tiêu diệt đối phương. Hiện tại Trình Vĩ Khang bắt đầu rối rắm, mình có nên chạy là thượng sách không? Chạy, thì Trình Vĩ Khang không cam lòng, từ trước tới giờ hắn ta chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Không chạy, Trình Vĩ Khang rất kiêng dè nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên. Hắn ta là đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh, không sợ yêu thú, nhưng lại e sợ nữ tử độc tu bên cạnh Dương Bách Xuyên. Độc đạo tà ác, toàn tu chân giới đều công nhận điều này. Thất tinh kiếm nô đều bị độc chết, Trình Vĩ Khang càng không có tự tin. Trước khi kiếm nô chết đã nói nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên là độc thể thiên thiên, độc công ghê gớm cỡ nào cũng đã rõ. Lúc này Trình Vĩ Khang bị Dương Bách Xuyên cười nhạo, thật sự là hắn ta giận sôi máu. Hắn ta đường đường là đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh, còn là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu chủ của Thánh Địa Vạn Linh, là nhân tài kiệt xuất trong các đệ tử tinh anh của các thánh địa trên tu chân giới. Đã bao giờ hắn ta phải chịu nhục nhã thế này đâu. So với hắn ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một tên nhà quê. Chẳng khác gì một quý tộc ngạo nghễ bị một thằng ăn mày cười nhạo, áp đảo. Trình Vĩ Khang không nuốt nổi cục tức này. Hắn ta đảo mắt, nhìn sang ba linh thú và đá đả tiên bên cạnh Dương Bách Xuyên. Trong tay hắn ta có thánh khí của Thánh Địa Vạn Linh là Pháp Trượng Vạn Linh, có thể điều khiển vạn thú chi linh trên thế gian. Mặc dù với tu vi của Trình Vĩ Khang, hắn ta không thể làm được đến trình độ thật sự điều khiển vạn linh, nhưng cầm cự một thời gian ngắn thì vẫn được. Tuy nhiên, hắn phải trả giá đắt cho thời gian 10 hơi thở này. Nhẹ thì cảnh giới giảm một cảnh giới lớn, nặng thì có nguy cơ mất mạng. Song Trình Vĩ Khang nhìn xích hổ đã chết, lại nhìn bộ dạng chết thảm của thất tinh kiếm đã đi theo mình từ nhỏ. Đối với hắn ta mà nói, đây đều là nỗi sỉ nhục.
Nếu hôm nay hắn ta chạy trốn, sau này sự việc đồn ra ngoài thì hắn ta sẽ trở thành trò cười trong đám đệ tử tinh anh của Thánh Địa. Trình Vĩ Khang không cho phép chuyện này xảy ra. Nghĩ tới đây, Trình Vĩ Khang hạ quyết tâm. Hắn ta đột nhiên giơ pháp trượng trong tay lên rồi cắm mạnh xuống sàn nhà Bạch Ngọc phía trước, làm phát ra một tiếng ầm. Sàn nhà Bạch Ngọc trong đại diện nứt toác. Tiếp đó, hai tay chắp lại, lòng bàn tay chảy máu, miệng hô to, pháp hồn vạn linh, lấy máu của ta tế luyện vạn linh chi linh, vạn linh ngự thú, mở phong ấn. Trình Vĩ Khang nói xong, máu dính đầy hai tay dính nhỏ lên pháp trượng vạn linh. Tức thì pháp trượng vạn linh phát ra ánh sáng màu xanh thẫm, chói mắt như mặt trời. Dương Bách Xuyên lập tức có dự cảm không lành. Mặc dù hắn không biết Trình Vĩ Khang muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra tên này dùng cấm thuật nào đó, muốn liều một phen. Hắn lập tức hét to hơn, mau lùi về sau, phòng ngự thật tốt. Trong khi Dương Bách Xuyên hét to, hắn nghe thấy vô số tiếng thú gầm chim hót tựa như tiếng hí của thiên quân vạn mã. Hắn cũng nhìn thấy pháp trượng của Trình Vĩ Khang tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm, một con phi cầm mãnh thú to khoảng 3 tấc xuất hiện. Nhưng nhìn kỹ thì hình như có rất nhiều, có tới hàng nghìn, hoặc là hàng vạn. Dương Bách Xuyên không thể đếm xuể, cũng không có thời gian đếm. Nói chung là những con phi cầm mãnh thú to khoảng 3 tấc này nháy mắt đã bao vây bọn họ. Đám phi cầm mãnh thú không rõ số lượng này tuy chỉ to 3 tấc, nhưng tỏa ra khí tức vô cùng mạnh. Khí tức bậc này giống năng lượng nào đó hơn chứ không phải sức mạnh công kích. Trong ánh sáng màu xanh lục rạng ngời, những con phi cầm mãnh thú này hệt như tôm cá vẫy vùng dưới biển sâu. Dương Bách Xuyên biết chúng không phải phi cầm mãnh thú thật, mà là yêu hồn, hàng ngàn hàng vạn yêu hồn xông ra từ trong pháp trượng của Trình Vĩ Khang, có lẽ là lực lượng bị pháp trượng khống chế. Điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là hắn đã nhanh chóng phóng ra chân khí phòng ngự ổn thỏa. Nhưng ai dè hàng ngàn hàng vạn con phi cầm yêu thú này lại chẳng thèm ngó ngàng đến hắn, cũng chẳng ngó ngàng đến Lục Yên Chi, mà chỉ xông về phía bốn đối tượng gồm Thanh Ngưu, Thú Ngũ Hành, Con Trồn và Đá Đả Tiên. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nảy sinh nghi vấn, tên Trình Vĩ Khang này muốn làm gì? Lẽ nào tấn công vô cùng khí thế cũng chỉ có như vậy? Không bình thường, chắc chắn có gì đó không bình thường. Dương Bách Xuyên cảm thấy bất an. Sau đó, hắn nhìn thấy vô số phi cầm mãnh thú to ba tấc trực tiếp chui vào cơ thể bốn đứa Thanh Ngưu. Nói chính xác hơn là đụng vào người bốn đứa Thanh Ngưu rồi chui thẳng vào trong cơ thể chúng. Dường như phòng ngự của đám Thanh Ngưu, Thú Ngũ Hành trở nên vô dụng trước đám phi cầm mãnh thú nhỏ bé này. Cảnh tượng này càng khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy bất thường. Đột nhiên hắn nhớ tới tuyệt chiêu của Thánh Địa Vạn Linh, đó là ngự thú. Thánh Địa Vạn Linh nổi tiếng là điều khiển được vạn thú chi linh trên thế gian, trong đó bao gồm cả tinh yêu thiên địa như Đá Đả Tiên. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi. Lẽ nào mục tiêu Trình Vĩ Khang sử dụng bí pháp cấm thuật này không phải hắn và Lục Yên Chi, mà là đám Lão Ngưu, Thú Ngũ Hành? Nghĩ kỹ thì thấy thật sự có khả năng. Điều khiển vạn linh yêu thú trên thế gian là một việc vô cùng đáng sợ. Điều khiển được chẳng phải là có thể giết hắn và Lục Yên Chi sao? Dương Bách Xuyên vừa mới nghĩ như vậy, Thanh Ngưu bỗng điên cuồng hét lên, chủ nhân đi mau, ta không khống chế được cơ thể của mình nữa, tên khốn kia khống chế cơ thể của ta rồi. Growl. Chít. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng căng thẳng, quả nhiên mình đã đoán đúng. Mục đích của Trình Vĩ Khang là dùng sức mạnh của pháp trượng khống chế bốn đứa Thanh Ngưu, Thú Ngũ Hành để đối phó với hắn và Lục Yên Chi. Con mẹ nó thật nham hiểm. Bốn đứa Thanh Ngưu đều là yêu thú của hắn, nếu bọn chúng tấn công, hắn có thể ra tay giết chết sao? Đáp án là không. Đương nhiên cho dù hắn có thể ra tay thì cũng phải giết chết mới được. Chỉ riêng Thanh Ngưu nổi điên thôi, hắn và Lục Yên Chi đã không đỡ nổi rồi. Không thể để Lục Yên Chi độc chết đám Thanh Ngưu và Con Trồn đúng không? Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét của Thanh Ngưu, trái tim chợt run rẩy. Chạy ư? Chạy cái rắm, hắn đã bị bao vây rồi, không có cơ hội chạy trốn. Thanh Ngưu vừa dứt lời, Thú Ngũ Hành và Con Trồn cũng lần lượt gào lên. Dương Bách Xuyên thấy mắt của Thú Ngũ Hành và Con Trồn đã biến thành xanh lè từ bao giờ, hiển nhiên đã bị Trình Vĩ Khang điều khiển. Sau đó, hai đứa nó lao tới chỗ hắn.
thoát cái tình hình đã phát triển theo chiều hướng tệ nhất. Thoạt nhìn thú ngũ hành và con chồn yếu đi một bậc. Thanh Ngưu dù sao cũng là yêu thú cấp bậc tôn vương, khả năng chống cự mạnh hơn chút, vẫn có thể nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Còn con chồn và thú ngũ hành thì bị khống chế ngay lập tức. Khoảnh khắc hai đứa nó nhào tới, Dương Bách Xuyên cái khó ló cái khôn, đã có cách đối phó. Hắn thầm niệm trong đầu, một giây sau con chồn và thú ngũ hành đang lao tới bỗng dưng biến mất cách Dương Bách Xuyên một mét. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là phải đối đầu với nhau. Nếu thật sự đối đầu thì người lép vế tất nhiên là hắn, bởi vì hắn không thể nào ra tay giết con chồn và thú ngũ hành. May mà Dương Bách Xuyên cái khó ló cái khôn, dứt khoát thu ngũ hành và con chồn vào không gian bình càn khôn. Giờ thì tốt rồi, không cần lo lắng thú ngũ hành và con chồn bị Trình Vĩ Khang khống chế để đối phó mình nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Lục Yên Chi vang lên bên tai, cẩn thận. Bốp! Phụt! Dương Bách Xuyên chưa kịp phản ứng, sau lưng đã trúng một đòn. Là chuyện tốt mà đá đả tiên làm ra. Lúc nãy Dương Bách Xuyên chỉ chú ý tới thú ngũ hành và con chồn, không chú ý tới đá đả tiên nên mới trúng một đòn của nó, hộc máu tại chỗ. Khoảnh khắc ngã xuống, Dương Bách Xuyên liếc thấy đá đả tiên lại bay đến nện hắn một lần nữa. Tên họ Dương nào đó buồn bực, hắn cũng biết đá đả tiên đập người trong im hơi lặng tiếng mà không trượt phát nào, một khi tấn công thì phải đánh trúng mục tiêu mới thôi. Thấy đá đả tiên lại xông đến, Dương Bách Xuyên nhịn đau. Phóng ra linh thức thu đá đả tiên vào trong không gian bình càn khôn khi nó rơi xuống trước mặt hắn nửa thước. Lúc này Lục Yên Chi đã ra tay, hạ độc Trình Vĩ Khang. Lục Yên Chi phản ứng không chậm, khổ nỗi chuyện đột nhiên xảy ra, nàng ta và Dương Bách Xuyên đều không ngờ Trình Vĩ Khang lại điều khiển đám thú ngũ hành tấn công Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị đá đả tiên nện trúng, nhắc nhở cũng đã muộn, vì vậy trong lòng vô cùng hổ hẹn. Nhưng nàng ta cũng biết hiện tại phải đối phó với tên đầu sỏ Trình Vĩ Khang trước đã, nếu không Thanh Ngưu mà ra tay thì thật sự phiền phức. May mà Thanh Ngưu cường đại, chống đỡ được một lát, vẫn chưa bị Trình Vĩ Khang khống chế hoàn toàn. Lục Yên Chi vung hai tay, từng quầng sáng bảy màu hóa thành từng bông sen bắn về phía Trình Vĩ Khang, thoáng chốc như tuyết bay đầy trời. Pháp trượng của Trình Vĩ Khang phát ra ánh sáng màu xanh thẫm chói lóa. Mà quầng sáng bảy màu trong tay Lục Yên Chi còn sáng hơn, vô cùng rực rỡ, che lấp ánh sáng màu xanh thẫm, phóng tới nhanh như tia chớp. Ánh sáng bảy màu của Lục Yên Chi chiếu tới đâu, hoặc là nói ách nan chi độc của Lục Yên Chi, phi cầm mãnh thú to ba tấc đều biến thành cho bụi màu xanh thẫm trong tiếng kêu gào. Lần này tới lượt Trình Vĩ Khang biến sắc, hắn ta không ngờ độc công của nữ tử độc tu bên cạnh Dương Bách Xuyên lại bá đạo đến vậy. Phải biết rằng pháp trượng vạn linh trong tay hắn ta là thánh khí vô thượng của thánh địa vạn linh, hắn ta phải trả giá đắt cho việc sử dụng cấm thuật này, triệu hồi sức mạnh của vạn linh trong pháp trượng vạn linh để điều khiển mấy linh thú bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ban đầu rất thuận lợi, đương nhiên ngoại trừ Thanh Ngưu cấp bậc tôn vương ra, ba đối tượng còn lại là thú ngũ hành, con chồn màu vàng và tảng đá màu xanh đều bị điều khiển. Chỉ có duy nhất Thanh Ngưu cấp bậc tôn vương có cảnh giới thực lực quá mạnh nên vẫn chống cự phản kháng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Trình Vĩ Khang có thể điều khiển Thanh Ngưu. Nào ngờ thủ đoạn của Dương Bách Xuyên vượt quá tưởng tượng của Trình Vĩ Khang. Tại giây phút cuối cùng, thú ngũ hành và con chồn màu vàng tự dưng biến mất. Từ đó Trình Vĩ Khang biết trên người Dương Bách Xuyên hẳn là có pháp bảo động tiên. May mà tảng đá xanh bị hắn ta khống chế đã lén đánh Dương Bách Xuyên một đòn nghiêm trọng, nhưng Trình Vĩ Khang vẫn không vui vẻ chút nào. Chỉ thấy nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên thi triển ra ánh sáng bảy màu đầy trời, từng bông sen lan tràn như tuyết, bao phủ sức mạnh của pháp trượng vạn linh. Pháp trượng vạn linh được gọi là pháp trượng vạn linh bởi vì món thánh khí chí bảo này của thánh địa vạn linh đã hấp thụ sức mạnh hồn phách của hàng vạn phi cầm yêu thú. Sau khi dùng cấm thuật, Trình Vĩ Khang có thể điều khiển linh phách của yêu thú phi cầm trên thế gian. Sự thật chứng minh Trình Vĩ Khang đã làm đúng, nhưng tiếc là hắn ta không nghĩ tới chuyện trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên, lại càng không ngờ độc của nữ tử độc tu bên cạnh Dương Bách Xuyên có thể khắc chế sức mạnh của pháp trượng vạn linh. Trình Vĩ Khang nhìn thấy ánh sáng bảy màu ập về phía mình. Lúc này hắn ta lập tức hoảng sợ, đột nhiên phun một ngụm máu lên pháp trượng vạn linh. Trình Vĩ Khang không cam tâm từ bỏ,
Dù thế nào hắn ta cũng phải giết chết Dương Bách Xuyên hoặc nữ tử trước mặt, nếu không cái giá mà hắn phải bỏ ra là rất có thể sẽ bị rớt mất một cảnh giới lớn, chẳng phải sẽ công cốc sao. Làm sao hắn cam tâm cho được. Trình Vĩ Khang phun một ngụm máu lên pháp trượng vạn linh, pháp trượng vạn linh lại phát ra ánh sáng màu xanh thẫm sáng rực, 9 chiếc chuông trên đó kêu leng keng. Dương Bách Xuyên biết tiếng chuông có thể gây ảnh hưởng tới tâm thần, liền vội vàng thôi động mệnh tinh thái dương. Phù văn trên chuông đông hoàng lại lóe lên, phát ra một tiếng nổ đoàng, ngăn cản sức mạnh của chuông trên pháp trượng. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy toàn thân Lục Yên Chi run lên, ánh sáng 7 màu lập tức yếu đi. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian Lục Yên Chi tranh thủ cho hắn đã đủ rồi. Hắn hét lên, đại đạo ấn. Dương Bách Xuyên thi triển đại đạo ấn trong trường sinh chí tôn ấn chiêu thứ hai của thập nhị chí tôn, tay nắm thành quyền, thân hình chớp động, đánh vào lồng ngực của Trình Vĩ Khang. Ầm, rắc, á, phụt. Một quyền đấm vỡ lồng ngực của Trình Vĩ Khang, phát ra tiếng xương gãy. Hắn ta hét lên thảm thiết, bay ra ngoài, hộc máu giữa không trung, cơ thể đập thẳng vào tường đại điện. Trong tiếng ầm ầm, Trình Vĩ Khang bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra khỏi đại điện, một cái hốc lớn hình người xuất hiện trên vách tường. Trình Vĩ Khang đã bị Dương Bách Xuyên đánh bay ra khỏi đại điện, nhưng pháp trượng vạn linh vẫn còn. Dương Bách Xuyên vung tay lên, thẳng thừng thu pháp trượng vào không gian bình càn khôn để tránh xảy ra sai sót. Ánh sáng màu xanh đậm trong đại điện biến mất, Thanh Ngưu đang tại chống lại sức mạnh của pháp trượng, lăn lộn trên mặt đất rốt cuộc cũng dừng lại. Ánh mắt Lục Yên Chi đã tỉnh táo trở lại, nhưng Dương Bách Xuyên không dừng lại. Hắn chui qua cái hốc lớn do Trình Vĩ Khang tạo ra trên vách tường của đại điện, đuổi theo đối phương. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, nhổ cỏ tận gốc. Dù sao Trình Vĩ Khang đã bị hắn làm cho bị thương nặng, lúc này không giết còn đợi đến lúc nào. Hơn nữa, Trình Vĩ Khang đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Dương Bách Xuyên. Tên này rất khó chơi, không giết sẽ để lại mối họa lớn. Khi Dương Bách Xuyên xông từ cái hốc lớn ra, trên sân Bạch Ngọc ở bên ngoài không có tung tích của Trình Vĩ Khang, trên mặt đất chỉ có một vết máu lớn. Dương Bách Xuyên sử dụng càn khôn nhãn quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Trình Vĩ Khang. Dương đại ca, chạy rồi. Lục Yên Chi đuổi theo ra ngoài đại điện khỏi. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, chạy rồi. Chúng ta có đuổi theo không? Lục Yên Chi hỏi. Trình Vĩ Khang là thánh địa đời thứ hai, thủ đoạn không kém. Nếu như hắn ta đã chạy được thì sẽ không cho chúng ta có cơ hội đuổi theo, hắn bị ta đánh một chưởng vào lồng ngực cũng đủ rồi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không gây thêm chuyện gì được. Ngươi thế nào rồi, không sao chứ? Dương Bách Xuyên hỏi Lục Yên Chi. Ta không sao, ngươi mau trị thương đi. Lục Yên Chi nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt lo lắng, lúc này, Dương Bách Xuyên trông vô cùng nhếch nhác. Mái tóc bạc trắng đã bị nhuộm máu hơn phân nửa. Vai trái lõm xuống, sau lưng bị thạch thời đánh trúng, tạo thành một lỗ máu thấy cả xương. Dương Bách Xuyên gượng cười nói, ta, không sao. Giọng nói của hắn như đang run rẩy, trên người bị thương nghiêm trọng tới hai lần, sao có thể không có việc gì được. Cộng thêm nguy hiểm được giải trừ, sau khi Trình Vĩ Khang bỏ chạy, thần kinh căng thẳng của Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng giãn ra, hắn cũng không kiên trì nổi nữa. Dương Bách Xuyên ngã quỳ xuống mặt đất. Yếu ớt nói với Lục Yên Chi hộ pháp cho ta cần trị thương. Dứt lời, hắn ngồi tại chỗ, bắt đầu trị thương. Thật ra, tình huống trong cơ thể hắn lúc này rất gay gâu, cần phải nhanh chóng trị thương, chỉ riêng vết thương chảy máu cũng đủ để hắn đau đớn. Lục Yên Chi đỏ mắt gật đầu đứng trước người Dương Bách Xuyên, bắt đầu hộ pháp. Chấm chấm chấm. Hai vết thương của Dương Bách Xuyên đều không nhỏ. Vai trái của hắn bị pháp trượng của Trình Vĩ Khang đánh trọng thương, lúc chữa trị mới phát hiện bên trong vết thương có một luồng sức mạnh rất khó chơi. Vết thương bị Thạch Thanh đánh trúng ở sau lưng, điều khiến hắn buồn phiền là vết thương này còn mang theo năng lượng, muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Vết thương do pháp trượng của Trình Vĩ Khang để lại mang năng lượng âm, còn của Thạch Thanh thì mang năng lượng dương nóng hầm hập. Hai loại năng lượng đan xen, không dung hợp lẫn nhau, có thể nói nước lửa tương khắc. Bắt đầu đánh nhau trong cơ thể hắn, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên đau cả đầu. Lực lượng của thân thể cảnh giới sinh tử cũng không thể nào hóa giải, kết quả là không áp chế được hai loại năng lượng này.
Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không để mặc cho hai cỗ lực lượng ngang ngược trong cơ thể, có hai loại sức mạnh cùng tồn tại ở bên trong thì vết thương của hắn đừng mong tốt lên được. Sự thật đã chứng minh, hắn có vận hành sức mạnh của cảnh giới sinh tử thì cũng uổng phí. Lúc này, Dương Bách Xuyên biết hắn không thể để hai lực lượng này chèn ép lẫn nhau trong cơ thể mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ. Rất có khả năng sẽ phá hư cả kinh mạch và lưỡng nghi tử phủ. Nhất định phải nhanh chóng luyện hóa hai cỗ năng lượng này, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho hắn. Lần này bị thương cũng khiến cho Dương Bách Xuyên biết pháp khí và kỳ thạch cũng có sức mạnh đặc biệt của riêng mình, loại sức mạnh này không giống với chân khí của tu chân giả, có thể coi như sự tồn tại độc lập, hơn nữa còn gây ra thương tổn lớn cho kẻ thù. Hoặc nói đúng hơn là loại sức mạnh này có thuộc tính đặc biệt. Không cần nói tới pháp trượng của Trình Vĩ Khang thì hắn cũng có thể nhìn ra, cây pháp trượng kia không tầm thường, chắc chắn không phải loại pháp trượng phổ biến. Nhưng điều khiến cho Dương Bách Xuyên không ngờ tới là, đá đả tiên thạch thanh, con hàng này ngoại trừ có tác dụng lấy trọi người thì còn mang theo năng lượng to lớn. Theo như hiểu biết của Dương Bách Xuyên về kỳ thạch, cây cỏ hay tinh thạch có sức mạnh thuộc tính của riêng chúng, sau khi tu đạo thì sẽ không tầm thường nữa, đá đả tiên được gọi là đả tiên. Ban đầu, Dương Bách Xuyên không cho là như vậy nhưng bây giờ xem ra, có lẽ hắn đã xem thường thạch thanh rồi, hoặc là bây giờ đá đả tiên còn chưa đánh tiên. Nhưng sau này thì chưa chắc, hắn cẩn thận cảm nhận lại năng lượng mà đá tiên lưu lại ở vết thương sau lưng mình, loại sức mạnh này ngoại trừ cực kỳ nóng ra thì còn rất dính. Giống như cao dán sau lưng không thể bóc đi được, có lẽ đợi sau này đá tiên tiến hóa, hắn mới có thể cầm được viên đá có sức mạnh đập chết tiên nhân. Chỉ riêng cơn nóng hầm hập từ năng lượng của đá tiên đã không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể chịu được. Nếu như hắn không phải thân thể cảnh giới sinh tử thì lúc này đã bị hai cỗ sức mạnh trong cơ thể xé rách rồi. Cưỡng ép dùng sức mạnh cảnh giới sinh tử cũng không cải thiện được tình trạng vết thương, chân khí trong cơ thể có hiệu quả rất nhỏ, chủ yếu không phải là miệng vết thương mà là do năng lượng do đá đả tiên và pháp trượng lưu lại quá khó chơi, khiến cho hắn không biết phải làm thế nào. Sau khi cảm thấy kiệt sức, Dương Bách Xuyên khẽ động mệnh tinh thái dương, thái âm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể thử đủ các loại biện pháp, hoàn toàn không thể nắm bắt được, hắn muốn dùng tất cả sức mạnh có thể sử dụng để chữa lành, luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Bên trong, chuông Đông Hoàng xuất hiện trên mệnh tinh thái dương, mệnh tinh thái âm cũng hiện trên cánh cổng U Đô. Cả chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô đều hiện trên hai mệnh tinh, đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn không biết rốt cuộc đây có phải mệnh tinh tượng của mình không. Dù sao thì hắn cũng đã sử dụng chúng như một mệnh tinh tượng. Mặc dù chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô đều là hư ảnh phù văn, nhưng chúng có sức mạnh thực sự, điều này đã được thể hiện qua phù văn của chuông Đông Hoàng. Chỉ cần trong lòng hắn vừa động thì đã có thể hình thành lớp phòng ngự bên ngoài cơ thể, hơn nữa ánh sáng phát ra từ phù văn của chuông Đông Hoàng có thể luyện hóa khí độc, điều này cũng được nghiệm chứng từ trên người Khúc Minh Nguyệt. Cánh cửa U Đô thì huyền bí hơn. Cánh cửa đen sẫm đại biểu cho u ám, lúc nào cũng có tràn đầy cảm giác thần bí. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.